Vạn cổ chí tôn, Lý Vân Tiêu. Tập 12. 10.000 trung phẩm nguyên thạch. Sau khi ngắn ngủi vắng lặng, rốt cục có người báo ra một cái giá, như tảng đá ném vào hồ nước, nhất thời các loại báo giá giống như mây đen dập trời, cuồn cuộn mà tới. Đệt, 10.000 trung phẩm nguyên thạch cũng muốn mua, nghèo bức thì chạy về nhà đi. 50.000 trung phẩm nguyên thạch. 50.000 không phải cũng nghèo bức sao? Trung phẩm nguyên thạch cũng muốn mua ngũ hành đỉnh. Đệt, 1.000 thượng phẩm nguyên thạch. Đệt, 3.000 thượng phẩm nguyên thạch. Nguyên bản Lý Vân Tiêu là tình thế bắt buộc, nhìn giá cả cuồn cuộn mà lên, giống như tuyết cầu càng lúc càng lớn, cũng cả kinh đến mắt choáng váng. 10.000 thượng phẩm nguyên thạch. Lúc này ở trong phòng quý khách sát vách, một thanh âm truyền ra, tuy rằng âm điệu cực nhỏ, nhưng cũng để mỗi người nghe được rõ ràng, nhất thời đem hết thảy âm thanh ép xuống, toàn trường đều kinh. Cái gì, 10.000 thượng phẩm nguyên thạch? Thao, lão tử không nghe lầm chứ? 10.000 thượng phẩm nguyên thạch là 1 triệu trung phẩm nguyên thạch a? Là ai phá sản như thế? Xuyệt, nhỏ giọng một chút, không nghe là ở phòng khách quý chính giữa tuôn ra sao? Kia là địa phương của Hoàng thân quốc Thích Hỏa Ô quốc. Tiên sư nó, ngay cả Hỏa Ô Hoàng thất cũng ra tay đoạt, chúng ta còn cướp cái rắm a? Ai có tiền nhiều hơn bọn hắn? Trong lúc nhất thời tiếng mắng nổi lên bốn phía, trong những người này rất nhiều cũng không e ngại Hoàng thất, đều là võ giả độc lai độc vãng, vì lẽ đó cũng không kiêng dè gì. Mai lão tiên sinh cười gõ gõ cây búa, lớn tiếng nói. Mọi người im lặng, 10.000 thượng phẩm nguyên thạch lần thứ nhất, 10.000 thượng phẩm nguyên thạch lần hai. 10.000 hai. Lý Vân Tiêu rốt cục không nhịn được, trực tiếp hô giá. Toàn bộ gia sản của hắn cũng không có 10.000 hai thượng phẩm nguyên thạch, nhưng giờ khắc này không tranh, liền trực tiếp rơi vào trong tay Hỏa Ô Hoàng thất. Mình liền khó có cơ hội đoạt lại. Chi, 10.000 hai. Là gian phòng kia báo ra, ở trong đó là đại nhân vật nhà ai? Quỷ mới biết, nhưng có thể ở phía trên chiếm một gian phòng, cái nào không phải đại thế gia truyền thừa ngàn năm trở lên. Ai, chúng ta là không có phần. Hừm, cũng vậy, để bọn họ tranh đi, tranh vỡ đầu chảy máu là tốt nhất. Ở trong phòng khách quý chính giữa, một thanh niên khuôn mặt tuấn tú lười biếng ngồi ở trên ghế. Hắn hơi nhíu mày, mở miệng nói. Nhạc thúc thúc, sát phách là người nào? Một trung niên nam tử tên Nhạc Cửu Lâm ngưng tiếng nói. Thái tử điện hạ, khả năng là Trình gia. Thần thức của ta điều tra bị một đạo thần thức cực cường cách trở, chí ít cũng là thuật luyện sư cấp 4. Thanh niên kia dĩ nhiên là Hỏa Ô đế quốc đương triều thái tử Tân Như Ngọc, hắn đầy bụng hồ nghi nói. Mấy ngày trước tại Vạn Bảo Thương Hội không phải nói người Trình gia bị giết sao? Nhạc Cửu Lâm không tỏ ý kiến, khẽ cười nói. Dù sao không có tận mắt nhìn thấy, hơn nữa thế lực dám giết người Trình gia, một tay cũng có thể đếm ra, ai cũng sẽ không đồng ý đắc tội Trình gia. Ta phỏng chừng là trọng thương, vẫn chưa chết mới đúng. Tân Như Ngọc khe khẽ gật đầu nói. Nếu còn có thuật luyện sư cấp 4 ở bên trong tọa trấn, độ khả thi là Trình gia rất lớn. Lại ra giá mấy lần đi, tuy ngũ hành đỉnh này ghê gớm, nhưng cũng đã vượt qua giá cả. Đúng. Nhạc Cửu Lâm nhẹ giọng đáp, nghĩ một hồi liền hướng về bên ngoài hô. 15.000 thượng phẩm nguyên thạch. Chi, 15.000. Tất cả mọi người đều giật mình, một lần liền tăng giá 3.000, đây chính là thượng phẩm nguyên thạch a. Lý Vân Tiêu cũng hít vào ngụm khí lạnh, trực tiếp ngồi về vị trí, vẻ mặt kinh hãi. Cái giá này đã triệt để vượt qua sự tưởng tượng của hắn, nội tâm không khỏi nở nụ cười khổ. Sớm biết vật này đáng giá như vậy, kiếp trước mình luyện nhiều liền tốt ha. Mai lão tiên sinh cũng hơi có chút kích động, hắn cất cao giọng nói. 15.000 lần 1, 15.000 lần 2. 10.008. Lại là một thanh âm cắt ra yên tĩnh, khiến tất cả mọi người chấn động đến mức khó tin. Lại là một lần thêm 3.000. Ánh mắt của mọi người dồn dập nhìn lại, âm thanh đến từ gian phòng thứ 3 bên trái. Tân Như Ngọc biến sắc, ngưng tiếng nói. Chu gia. Nhạc Cửu Lâm cũng kinh ngạc nói. Bọn họ muốn ngũ hành đỉnh làm gì? Tân Như Ngọc trầm tư chốc lát, đột nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười nói. Ta biết rồi, gần đây Chu Ngọc Sơn được tạo hóa không nhỏ. Xem ra tạo hóa còn trên dữ liệu của ta, lẽ nào hắn muốn vấn đỉnh Vũ Vương sao? Nhạc Cửu Lâm cả kinh nói. Thái tử nói đúng, thật sự có khả năng a. Được ngũ hành đỉnh này, trực tiếp tìm hiểu ngũ hành đạo quả trong đó,
xung kích Vũ Vương xác suất vô cùng lớn. Nếu như có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, như vậy trong Vũ Vương cảnh giới càng là khó gặp địch thủ, dù sao đây chính là Cổ Phi Dương lưu lại ngũ hành đạo quả a. Tân Như Ngọc khẽ cười nói. Không sai, nếu như Chu Ngọc Sơn có thể xung kích Vũ Vương, cũng coi như là tăng mạnh thực lực đế quốc. Cái ngũ hành đỉnh này liền nhường cho bọn họ đi, chỉ là tới cái giá này, tiện nghi Vạn Bảo Thương Hội a. Một tên dáng dấp quản gia đang ngồi trong phòng khách quý, cả người mồ hôi lạnh, hắn căng thẳng nhìn chằm chằm tử đỉnh kia, cảm thấy hô hấp có chút gấp gáp lên, tựa hồ khó có thể chịu đựng áp lực xung kích trên tâm lý. Hai lão giả đứng phía sau cũng là sắc mặt tái xanh, từ trên người tản mát ra khí tức đến xem, đều là Vũ Vương cao thủ. Một người trong đó tên Bàng Thành Văn trầm giọng nói. Không nghĩ tới dĩ nhiên là giá trên trời như vậy, nhưng lão gia có lệnh, bất luận làm sao cũng phải mang ngũ hành đỉnh về, chỉ có thể chiến đấu tới cùng. Quản gia Chu Xuyên kia sờ sờ mồ hôi lạnh trên mặt, run giọng nói. May mắn lần này là hoàng thất ra giá cạnh tranh, bằng không lấy giá cả cỡ này mua về, sợ là lão gia sẽ trực tiếp lột ra ta. Một gã Vũ Vương cường giả khác tên Sử Duệ Đạt ngưng tiếng nói. Nếu không phải Ngọc Sơn công tử được thiên đại tạo hóa, cần gấp ngũ hành đạo quả tiến hành tìm hiểu, cũng sẽ không thiệt thòi lớn như vậy. Giữa lúc ba người thấp thỏm bất an, không còn có người dám báo giá. Mai lão tiên sinh cũng kích động hỏi ba tiếng, tầng tầng gõ búa. 18,000 thượng phẩm nguyên thạch thành giao. Hô! Tất cả mọi người đều thở phào một hơi thật dài, Chu Xuyên càng là trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, miệng lớn thở dốc. Giá cao như thế, đã sớm chọc thủng điểm mấu chốt trong lòng hắn, khẳng định cũng là phá điểm mấu chốt trong lòng lão gia. Như vậy mua về, là phúc hay họa thật khó mà nói. Hô, dĩ nhiên là người của Chu gia mua. Lý Vân Tiêu cũng tầng tầng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện ra một nụ cười sán lạn, gật đầu nói. Như vậy rất tốt, như vậy rất tốt. Mấy người Tiêu Khinh Vương hai mặt nhìn nhau, nhìn nụ cười nhẹ nhõm kia của Lý Vân Tiêu. Đột nhiên một loại dự cảm xấu nổi lên trong lòng người mấy. Hiện tại Chu gia là tử đối đầu của mình, hắn cười hài lòng như vậy là có ý gì? Ân Chiêu Dương cũng bị cái giá này chấn động đến mức không nhẹ, cười khổ nói. Chẳng lẽ Vân Thiếu cùng người Chu gia rất quen? Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Không quen, chỉ gặp một lần, nhưng bọn họ đập xuống liền được, ta có thể mượn dùng một lát. Quả nhiên, trong lòng mấy người Tiêu Khinh Vương đều chấn động. Ngơ ngác trợn mắt ngoác mồm, tiểu tử này thật sự dự định ra tay cướp đoạt. Hơn nữa cướp chính là Chu gia của Hỏa Ô đế quốc. Trời ạ, vừa giết chết người Trình gia, hiện tại lại dự định cướp Chu gia, lẽ nào hắn định đem tứ đại gia tộc đắc tội sạch sao, sau đó chờ đại quân của người ta đến vây quét. Tuy rằng lúc trước cùng Chu Ngọc Sơn có ân oán, đồng thời định ra ước định luận võ. Nhưng này dù sao chỉ là ân oán cá nhân, nếu lần này ra tay cướp đoạt Chu gia. Này là thù hận lớn rồi, hậu quả cùng giết người Trình gia không khác nhau. Hơn nữa người cướp đoạt khẳng định cũng phải giết người a. Tiêu Khinh Vương cùng Trần Đại Sinh hầu như muốn ngất, hai nhà Chu, Trình, bất luận cái nào đều không phải Thiên Thủy Quốc có thể chống đối, huống chi vẻn vẹn chỉ là Viêm Vũ Thành. Mượn, Ân Chiêu Dương yên lặng nở nụ cười. Vân Thiếu cố nhiên mặt mũi rất lớn, nhưng loại bảo bối này, bọn họ cũng chưa chắc cho mượn. Hắn cũng không biết Lý Vân Tiêu cùng Chu Ngọc Sơn có ân oán, cho rằng hắn đúng là muốn đi mượn, vì vậy ung dung nở nụ cười nói. Lập tức liền đến phiên đồ vật của Vân Thiếu lên sân khấu. Lý Vân Tiêu hít mắt, cười không nói, nhẹ giọng nói. Xem ra ta phải bán nhiều một ít đồ, bằng không bảo bối phía sau sợ là mua không nổi. Hắn lấy ra ba khối thẻ ngọc đặt ở trên trán, đem một ít tin tức ghi chép vào. Sau đó nhẹ nhàng vẫy tay gọi Mộng Vũ, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói nhỏ vài câu, cho nàng từ trong phòng đi xuống. Mí mắt của Ân Chiêu Dương hơi nhảy một cái, lẽ nào hắn bán đấu giá chính là thẻ ngọc. Nhất thời trên trán hiện ra từng tia hắc tuyến. Thẻ ngọc chính là môi giới dùng để ghi chép một ít tin tức, đặc biệt một ít tin tức nắm giữ thiên địa quy tắc, trang giấy cùng ngọc bài phổ thông căn bản là không có cách ghi chép xuống. Lúc này nhất định phải dùng đến thẻ ngọc. Nhưng loại tin tức ẩn chứa thiên địa quy tắc kia đều là đồ vật cấp cao, võ giả hoặc là thuật luyện sư bình thường căn bản là không có cách ghi chép ở trong đầu. Thấy Lý Vân Tiêu tự mình đưa tin đến trong ngọc giản, hai mắt của Ân Chiêu Dương nhất thời tối sầm lại, biết muốn xong đời. Đồ vật bên trong tuyệt đối sẽ không vượt qua cấp 4.
Bởi vì lấy thực lực thuật luyện sư cấp 3 của Lý Vân Tiêu, căn bản khó có thể nắm giữ tồn tại càng cao cấp hơn. Mộng Vũ rất nhanh từ phía sau đi vào hậu trường đấu giá. Rất nhanh, liền có một vị hầu gái xinh đẹp dùng khay mang 3 chiếc thẻ ngọc đi lên đài, hiện ra ở trước mặt mọi người. Mai lão tiên sinh nhìn 3 chiếc thẻ ngọc một chút, khẽ cười nói. Hiện tại, là một lần đấu giá xen vào, lâm thời tăng cường hạng mục, là món đồ gì hiện nay ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng nhìn dáng dấp hẳn là loại hình ghi chép võ kỹ, dùng thẻ ngọc ghi chép, hẳn là tương đối cao. Ân Chiêu Dương ở trong phòng khách quý vỗ trán của mình một cái, cảm thấy muốn ngất. Cao cấp cái rắm, từ linh hải của một thuật luyện sư cấp 3 khác ra tin tức, cao nhất cũng là cấp 4A. Tư Tử Trác cùng Cam Đức Minh cũng ở phía sau đài ngưng thần nhìn chằm chằm 3 chiếc thẻ ngọc kia, không nói tiếng nào. Mai lão tiên sinh từ bên trong tùy ý lấy ra một chiếc thẻ ngọc, đặt ở trên trán tinh tế giám định. Mai gia giám định thuật thiên hạ vô song, đột nhiên hắn khẽ nhíu mày, con người co rút lại, trên mặt hiện ra một vẻ khó mà tin nổi. Ân Chiêu Dương nhìn hầu như muốn thổ huyết, lần này xong đời, quả nhiên là đồ bỏ đi. Ngay cả Mai lão tiên sinh cũng không thể tin được a, mặc kệ nó, ngược lại sau lưng tiểu tử này có Vũ Văn trưởng lão làm chỗ dựa, cũng không trách đến trên đầu ta a. Đột nhiên, ở dưới ánh mắt của tất cả mọi người nhìn chằm chằm, sắc mặt Mai lão tiên sinh trong nháy mắt trở nên trắng xám, phảng phất nhìn thấy sự tình gì cực kỳ khủng bố. Phốc, một ngụm máu tươi đột nhiên từ trong miệng hắn phun ra, cả người liền lùi lại mấy bước, đặt mông ngồi xuống đất, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Mai lão tiên sinh, Tư Tử Trác vội vàng từ phía sau đài vọt lên, nâng Mai lão tiên sinh dậy, giật mình nói. Xảy ra chuyện gì, thẻ ngọc này có vấn đề. Tất cả mọi người đều bị biến hóa này làm cho trợn mắt ngoác mồm, có chút không biết vì sao. Nguyên bản bán đấu giá vô cùng sốt sắng, bầu không khí đột nhiên trầm lại, tất cả đều chờ xem cuộc vui. Trong lòng Ân Chiêu Dương cũng cả kinh, thầm nghĩ, xảy ra chuyện gì. Lẽ nào đồ vật bên trong ngay cả cấp 3 cũng không phải, bị tức giận đến thổ huyết. Mai lão tiên sinh liều mạng lắc lắc đầu, mở miệng, lại phun ra một ngụm máu. Tư Tử Trác vội vàng móc ra một viên đan dược cho hắn dùng, lúc này sắc mặt mới thoáng chuyển biến tốt. Hắn hơi hướng Tư Tử Trác nói tiếng cảm ơn, lúc này mới nhìn chằm chằm ngọc giản kia, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ, mở miệng nói. Bên trong thẻ ngọc này ghi chép tin tức ở trên cấp 6. Thực lực lão hủ không đủ, vốn định mạnh mẽ phá giải, lại bị phản phệ trở về. Xấu hổ, xấu hổ. Nếu biết có đồ vật vượt qua cấp 6 tồn tại, lão hủ cũng không dám tới nơi này chủ trì bán đấu giá a. Hắn có chút chuộc tội nhìn Tư Tử Trác một chút, cười khổ nói. Sợ là chỉ có mời cao nhân khác của Mai gia ta tới giám định mấy chiếc thẻ ngọc này. Cái gì, vượt qua cấp 6, thiên, này há không phải là đồ vật cấp 7 sao? Cấp 7, đùa gì thế, tin tức cấp 7, đã ẩn chứa thiên địa quy tắc ở bên trong, mỗi một kiện đều là bảo vật vô giá, ai sẽ ngốc lấy ra bán đấu giá như vậy? Không thấy người của Mai gia cũng bị chấn thương sao, lẽ nào giám định thuật của Mai lão ngươi còn chưa tin? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trời ạ, cấp 7, ngươi để ta làm sao tin? Giờ khắc này trên mặt Tư Tử Trác cũng cực kỳ chấn động, hắn gian nan hỏi. Mai lão tiên sinh, ngươi xác định đồ vật bên trong là tồn tại cấp 7. Tuy rằng loại hỏi dò này cực kỳ bất kính, nhưng hắn thực sự khó có thể tin tưởng được, không thể không thận trọng làm việc. Mai lão tiên sinh tự nhiên rõ ràng ý của hắn, cười khổ một tiếng nói. Có phải là cấp 7 hay không ta không biết, dù sao cũng không có dám định ra. Nhưng vượt qua cấp 6 là không có nghi vấn. Lão hủ dám định thuật, đồ vật trong vòng cấp 6 là chưa bao giờ thất thủ qua. Chi? Toàn trường đều chấn động đến mức tột đỉnh, lần này không còn hoài nghi, từng cái hai mắt bốc lên ánh sáng, nhìn chòng chọc thẻ ngọc trong khay. Bầu không khí trong hội trường lập tức nghiêm nghị lên, tràn ngập sát ý. Vẻ mặt Tư Tử Trác biến đổi, hắn dù sao cũng là Hỏa Ô Đế quốc phân lâu lâu chủ, năng lực xử lý sự tình tự nhiên cực mạnh. Hắn đột nhiên trầm giọng quát. Cam trưởng lão, hiện tại hết thảy canh gác tăng lên đến đặc cấp. Bất luận người nào cũng không được ở bên trong tùy ý đi lại, cũng không cho bất luận người nào đi vào, hay đi ra ngoài. Còn có chư vị ở đây, thu liễm hết thảy khí tức, dám phóng ra ngoài, coi là khiêu khích, đánh chết tại chỗ. Nhất thời mấy chục bóng người nhanh chóng vây quanh hội trường,
đều là hộ vệ của Vạn Bảo Lâu, bắt đầu giám thị mỗi một góc. Cam Đức Minh cũng thả thần thức ra ngoài, đem toàn bộ Vạn Bảo Lâu bao phủ, bất luận người nào có manh động, đều ở trong thần thức của hắn tra xét. Tư Tử Trác lần thứ hai trầm giọng nói. Xin mời chư vị quý khách trong lầu hai trợ giúp Vạn Bảo Lâu giữ gìn trật tự, chư vị đều là tồn tại có máu mặt của Hỏa Ô Đế Quốc, nếu có người dám ra tay làm bừa, Vạn Bảo Lâu ứng phó không được, hy vọng chư vị có thể giúp một chút. Dù sao đồ vật cấp 7 đặt ở loại địa phương nhỏ này, thực sự là quá mức nghịch thiên, vì lẽ đó Tư Tử Trác đã làm tốt dự tính xấu nhất. Lúc này từ phòng khách quý trung tâm truyền đến âm thanh của Tân Như Ngọc. Tư Lâu chủ yên tâm, nếu có người dám động thủ, Hỏa Ô Tân gia ta chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Chi, Tân gia, quả nhiên là hoàng thân quốc thích. Người phía dưới khiếp sợ nhìn phòng khách quý này, Tân gia chính là hoàng thất của Hỏa Ô Đế Quốc. Nguyên vốn có chút tán tu càng ngày càng bạo động, sắc mặt cũng nghiêm túc lên, đem tham dục trong nội tâm ép xuống. Vào lúc này ra tay cướp giật, không thể nghi ngờ là cửu tử nhất sinh. Đồ vật quý giá nữa, không còn mệnh có ích lợi gì. Trong phòng khách quý bên cạnh phòng của hoàng thất, không chỉ có Ân Chiêu Dương, dù là mấy người Tiêu Khinh Vương cũng triệt để hóa đá, đứng chết chân tại chỗ, trong đầu trống rỗng. Chỉ có Lạc Vân Thường cùng Mộng Bạch vẫn tính bình thường, người trước sinh ra ở Thần Tiêu Cung, lại biết phía sau Lý Vân Tiêu có Cổ Phi Dương. Mộng Bạch thì căn bản không biết giá trị của đồ vật cấp 7. Lúc này Tư Tử Trác đã mời Mộng Vũ đến trước sân khấu, ánh mắt phức tạp nói. Tiểu cô nương, bên trong ba chiếc thẻ ngọc này đến cùng là vật gì? Vẫn là ngươi đến giới thiệu một chút đi. Mai lão tiên sinh dám định không ra, chỉ có thể mời chủ nhân bảo vật ra nói chuyện, nếu không thì làm sao bán a? Mộng Vũ cũng là một mặt dại ra, có điều rất nhanh một đạo truyền âm trực tiếp xuyên vào trong tai nàng, nhất thời khẽ gật đầu. Tất cả mọi người ở đây phát hiện có người truyền âm, nỗ lực lắng nghe, lại phát hiện cỗ sóng âm này bị một đạo thần thức cực cường bảo vệ, hết thảy thần thức xông tới đều bị đánh văng ra. Là vị thuật luyện sư cấp 4 kia. Nhạc Cửu Lâm trầm giọng nói. Cỗ thần thức này chính là của vị thuật luyện sư cấp 4 sát phách kia. Tân Như Ngọc cả kinh, khó có thể tin nói. Lẽ nào là trình ra bán đấu giá ba chiếc thẻ ngọc này? Làm sao có khả năng? Mục đích của bọn họ là gì? Ánh mắt Nhạc Cửu Lâm ngưng lại, trầm giọng nói. Hay là chúng ta đoán sai, sát phách này thật sự không phải người trình ra. Người trình ra có khả năng thật sự ở mấy ngày trước đã chết. Tân Như Ngọc hơi thay đổi sắc mặt, kinh ngạc thở dài nói. Này sẽ là ai a? Ánh mắt của Nhạc Cửu Lâm có chút phần đục, âm thanh phập phù nói. Ta có cái suy đoán, cũng không biết đúng hay không, nhưng cứ nhìn xuống đi. Ba chiếc thẻ ngọc này nếu là đồ vật cấp 7, vậy chúng ta không thể bỏ qua. Tân Như Ngọc cũng khẽ gật đầu một cái, đồ vật cấp 7 coi như là trong hoàng cung cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mộng Vũ đã từ trong truyền âm phục hồi tinh thần lại, nhưng bị hơn vạn người nhìn chằm chằm như thế, vẫn để cho nàng hết sức thấp thỏm bất an, cẩn thận nói với Tư Tử Trác. Vân Thiếu nói ba chiếc thẻ ngọc này phân biệt là Đan Phương Thiếu Dương Nguyên Đan cấp 7, Ngũ Nhạc Hạ Y Luyện Phương cấp 7, Thương Lang Kiếm Đồ cấp 7. Quả nhiên là đồ vật cấp 7. Sau khi tất cả mọi người nghe được, trong lòng đều chấn động mạnh, nhưng không có bao nhiêu người kinh ngạc. Bởi vì mấy thứ này đại đa số người đều chưa từng nghe thấy. Cái gì? Cái thứ nhất thất thanh dĩ nhiên là Tư Tử Trác, trong đôi mắt hắn đột nhiên tuôn ra tinh mang. Một phát bắt được hai vai Mộng Vũ, thất thanh nói. Bên trong có đan phương của Thiếu Dương Nguyên Đan, ngươi không gạt ta. Mộng Vũ bị hắn bắt đau đớn, vội vàng dùng sức đánh văng hai tay của hắn ra, bị đau nói. Vân Thiếu nói như vậy, đương nhiên là thật sự. Vân Thiếu là ai? Nhất thời người toàn trường dồn dập kinh ngạc lên, nghị luận không ngớt. Quả nhiên, ánh mắt Nhạc Cửu Lâm chìm xuống, ngưng tiếng nói. Sát phách chúng ta quả nhiên là Viêm Vũ Thành thành chủ giết chết Trình Phi Xế, vừa được Tần Nguyệt Quốc Vương phong làm Vũ Thành Vương Lý Vân Tiêu. Tân Như Ngọc kinh ngạc nhíu mày. Lý Vân Tiêu, làm sao chưa từng nghe ngươi nói? Thành chủ một tiểu quốc, tại sao có thể có đồ vật cấp 7? Nhạc Cửu Lâm khẽ lắc đầu một cái nói. Lý Vân Tiêu này cũng là sau khi giết chết Trình Phi Xế mới bắt đầu tiến vào tầm mắt của ta, hiện nay tư liệu của hắn không nhiều lắm. Sau khi trở về tất nhiên sẽ cố gắng tra xét một phen. Tân Như Ngọc tràn ngập nghi ngờ nói. Dám giết Trình Phi Xế, nếu Lý Vân Tiêu này không phải người điên,
chính là có lực lượng không nhỏ. Xác thực đáng chú ý một chút. Ở trong mắt hắn, thành chủ của một quốc gia có thể làm cho mình, chú ý một chút, đã là thiên đại chuyện lạ. Nhạc Cửu Lâm đem thần thức hướng về sát vách dò xét qua, vẫn như cũ bị một luồng thần thức ngăn cách, không cách nào tiến vào. Tuy rằng hắn không phải thuật luyện sư, thế nhưng thần thức có thể mạnh hơn hắn, chỉ có thuật luyện sư cấp 4 trở lên. Lúc này Tư Tử Trác mới phát hiện mình thất thố, vội vàng bình phục tâm tình lại, trong mắt lộ ra kích động khó có thể che giấu. Tuy rằng mọi người không biết Thiếu Dương Nguyên Đan này là vật gì, nhưng Tư Tử Trác đường đường là thuật luyện sư cấp 5, ngay cả hắn cũng thất thố, có thể thấy được kia há là phàm vật. Đột nhiên Mai Đại Tiên Sinh mở miệng nói. Vị tiểu cô nương này, ta kiến nghị ba chiếc thẻ ngọc kia tách ra bán đấu giá, nếu không thì giá cả quá cao, người bình thường căn bản mua không nổi. Như vậy cũng đập không ra giá tiền cao. Mộng Vũ một mặt mờ mịt, nhưng rất nhanh liền được Lý Vân Tiêu truyền âm, lúc này mới hạ thấp người nói. Tất cả nghe Mai Lão Tiên Sinh. Mai Lão Tiên Sinh điều tức một lúc này mới khôi phục lại, hắn vạn phần kính nể nhìn ba chiếc thẻ ngọc kia một chút, lúc này mới đứng ở trước đài bán đấu giá, mở miệng nói. Vừa nãy chư vị cũng nghe thấy, ba thẻ ngọc này đều là cấp 7, còn công hiệu của ba món đồ này ta cũng không rõ ràng. Không biết tiểu cô nương có thể thay ta nói một chút hay không? Sắc mặt Tư Tử Trác khẽ thay đổi, hắn cực kỳ không tình nguyện Mộng Vũ nói ra, dù sao người biết hàng không nhiều. Nếu vừa giới thiệu ra, giá cả liền khó có thể đánh giá. Nhìn Mộng Vũ đang tập trung tinh thần nghe truyền âm, nội tâm hắn nhất thời cười khổ một trận, lần này đúng là xuất huyết ha. Thế nhưng, bất luận bao nhiêu tiền, đan phương của Thiếu Dương Nguyên Đan nhất định phải được. Mộng Vũ cẩn thận đi tới chỗ bán đấu giá, dùng sức lớn tiếng nói, nàng chỉ lo âm thanh của mình nhỏ làm người khác không nghe được, dẫn đến không thể bán giá tiền cao, vì lẽ đó liều mạng dùng sức nói, cái cổ cùng khuôn mặt đều chướng đỏ chót, rất là đáng yêu. Thiếu Dương Nguyên Đan là đan dược cấp 7, có thể để cho nam tử khôi phục lại một tia thuần dương chân thể ban đầu, cũng chính là thân đồng nam. Ngũ Nhạc Hạ Y là chiến y cấp 7, có thể không nhìn bất kỳ công kích nào dưới vũ tôn. Thương Lang Kiếm Đồ là một bộ kiếm trận cấp 7, phát động lên coi như là vũ tôn cường giả cũng có thể giết chết. Âm thanh của nàng êm tai, lại làm cho hơn vạn người khiếp sợ hóa đá tại chỗ. Không nhìn bất kỳ công kích dưới vũ tôn. Coi như là vũ tôn cường giả cũng có thể giết chết. Chi? Từng luồng hàn khí từ trong miệng mọi người phun ra, này, khái niệm này nghĩa là gì? Một vũ tôn, chính là tồn tại trấn quốc giống như thần linh. Dĩ nhiên có thể phát động một bộ kiếm trận giết chết. Một bộ chiến y lại có thể chống đối bất kỳ công kích dưới vũ tôn. Ngược lại là đan phương Thiếu Dương Nguyên Đan không người để ý tới, cái gì hồi phục thuần dương chân thể, biến thành thân đồng nam, vật này có tác dụng chó gì. Dù cho biến trở về, đêm tới lại thất thân a. Duy chỉ có một ít thuật luyện sư, nội tâm mới âm thầm khiếp sợ không thôi. Loại trọng phản thuần dương chân thể kia đối với một ít người tu luyện mà nói không khác nào là tái sinh, đặc biệt là tồn tại tu luyện những công pháp kỳ lạ, nhất định phải có thuần dương chân thể mới có thể đạt đến đại viên mãn. Tư Tử Trác không thể nghi ngờ chính là một người trong đó. Loại công hiệu này hầu như bằng tái tạo thân thể, là đan dược uy lực cực lớn. Chỉ là đối với tuyệt đại đa số người mà nói, không có bao nhiêu nhu cầu mà thôi. Tư Tử Trác nhìn tiêu điểm mọi người tranh luận đều đặt ở Ngũ Nhạc Hạ Y cùng Thương Lang Kiếm Đồ, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời nội tâm hắn cũng cười gần không ngớt, cười thầm những tục nhân này căn bản không hiểu thuật luyện chi đạo. Đối với chiến y cấp 7 có thể không nhìn công kích dưới vũ tôn, vốn là chuyện không quá bình thường. Vấn đề ở chỗ người có thể luyện hóa chiến y cấp 7 sao, chí ít cũng là cường giả cấp bậc vũ tôn, bản thân đã có thể không nhìn dưới vũ tôn, một đám ngu ngốc. Cho tới Thương Lang Kiếm Đồ, có thể giết chết vũ tôn cường giả thì thật có chút biến thái, nhưng kiếm trận cấp 7, nhất định phải có thực lực vũ tôn mới có thể nắm giữ. Những ếch ngồi đáy giếng này từng cái bị mê váng đầu, cũng không nghĩ mình là cái trình độ gì, liền vọng tưởng lấy được thần vật. Huống hồ coi như mua được, cũng phải đi tìm thuật luyện sư cấp 7 luyện chế, toàn bộ Hỏa Ô Đế Quốc không có thuật luyện sư cấp 7 tồn tại, nhất định phải đến Hóa Thần Hải A. Tuy rằng rất nhiều người đều hiểu đạo lý này, thế nhưng thời điểm bảo vật ở trước mắt, vẫn là khó có thể ức chế lòng tham trong nội tâm. Một vòng báo giá điên cuồng kéo lên màn tre, cũng may tranh giá chủ yếu tập trung ở bên trong những đại thế gia kia. Người bình thường không cách nào sử dụng đồ vật,
khi vượt qua giá cả nhất định tự nhiên sẽ từ bỏ. Mà những đại thế gia cai mua xuống, nhiều lúc cũng không phải là vì dùng lập tức, mà là từng đời truyền thừa, hóa thành căn cơ của gia tộc. Vì lẽ đó bên trong những thế gia này, đều tụ tập của cải cùng chân bảo khó có thể tưởng tượng. Thời điểm gặp phải kiếp nạn, bất cứ lúc nào cũng có thể đem những đồ vật này chuyển hóa thành sức chiến đấu, trợ giúp vượt qua cửa ải khó. Rất nhanh trải qua tranh đoạt liều mạng khốc liệt, ba chiếc thẻ ngọc tổng cộng bán ra 22,000 viên thượng phẩm nguyên thạch, đan phương thiếu dương nguyên đan đúng như dự đoán để tư tử trác lấy 6,500 viên thượng phẩm nguyên thạch mua, đã để hắn thì thương yêu không dứt, nhưng trong mắt lại hết sức kích động. Ngũ nhạc hạ y thì bị tân như ngọc mua, thương lang kiếm đồ thì bị một gian phòng khách quý khác trên lầu 2 mua. Này dù sao chỉ là 3 tấm luyện phương, hơn nữa trong ngắn hạn căn bản khó có thể thực hiện, vì lẽ đó giá trị kém xa ngũ hành đỉnh. Nhưng cũng vượt xa Lý Vân Tiêu dự tính, ở trong phòng khách quý cười không ngậm miệng được. Thật nên bán nhiều một chút, lần này thật sự là phát tài. Hắn ngoài miệng nói như vậy, nhưng nội tâm lại vô cùng sáng tỏ, một lần ra tay quá nhiều, sợ là sẽ gây phiền toái. Mặc dù lần này, sợ là đã tiến vào trong mắt các đại thế gia. Hừ, tiến vào liền tiến vào. Ngược lại tứ đại thế gia của Hỏa Ô đế quốc cũng đắc tội một nửa, nhiều hơn chút nữa cũng không đáng kể. Chỉ cần thực lực của mình cấp tốc tăng lên, đám ô hợp kia là cái rắm gì. Nội tâm Lý Vân Tiêu lạnh lùng nghĩ. Mấy người còn lại thì bị lời nói của hắn làm sợ hết hồn, trên trán dồn dập chảy mồ hôi lạnh. Trong đầu tiểu tử này đến cùng xếp vào bao nhiêu đồ vật? Chẳng lẽ còn có bảo bối cấp 7 sao? Thuật luyện sư cấp 3 có thể dùng thần thức ngưng khắc đồ vật cấp 7, đã lật đổ thường thức của bọn họ. Cũng may sớm đã quen thuộc loại sự tình đả kích trái tim này, chỉ có Ân Chiêu Dương vẫn là khiếp sợ, kịch liệt run rẩy. Thầm nghĩ sư phụ của tiểu tử này quả nhiên là tồn tại như Vũ Văn trưởng lão, quả thực chính là yêu nghiệt a. Tư tử trác vỗ tới thiếu dương nguyên đan, cả người kích động khó có thể kiềm chế. Hắn ở trong phòng đi qua đi lại, vẻ mặt bất định, cuối cùng hướng Cam Đức Minh nói. Lập tức đình chỉ hết thảy điều tra đối với Lý Vân Tiêu. Cam Đức Minh lấy làm kinh hãi, không hiểu nói. Vì sao, việc ngày hôm nay càng đáng giá khả nghi, nên gia tăng cường độ điều tra mới đúng a? Tư tử trác hừ lạnh nói. Đúng cái rắm, một người có thể tùy tiện lấy ra luyện phương cấp 7 bán, trời mới biết sau lưng của hắn là thế lực gì. Hơn nữa người xem Ân Chiêu Dương dáng vẻ theo đuôi, nếu điều tra của chúng ta chọc giận đối phương, hậu quả sợ là không phải người ta có thể chịu đựng. Cam Đức Minh cũng lướt qua một tia lo lắng, nhưng nghĩ đến dáng vẻ của Ân Chiêu Dương, nhất thời trong lồng ngực có một cơn lửa giận khó có thể kiềm chế, lạnh lùng mắng. Hừ, một nịnh nọt tinh, hậu môn trùng. Tư tử trác từ tốn nói. Nói chung đối với Lý Vân Tiêu này, chúng ta không giúp không hại, bất thiên bất ỷ, nên làm gì liền làm cái đó, đứng ở vị trí trung gian. Mặc dù không chiếm được chỗ tốt của hắn, cũng không đến nỗi rước họa vào thân. Ân Chiêu Dương ân cần như vậy, cũng chưa chắc có kết quả tốt. Qua mấy ngày ta sẽ rời Hỏa Ô đế quốc một chuyến, chuyện nơi đây liền tạm thời giao cho các ngươi xử lý. Cam Đức Minh biết hắn là muốn đi tìm người luyện chế thiếu dương nguyên đan, liền gật đầu đồng ý. Tư tử trác tu luyện một loại phương pháp hồn luyện, nguyên bản là tiền đồ vô lượng, nhưng yêu cầu rất hà khắc, nhất định phải là thuần dương chân thân mới có thể có đại thành. Vốn cho là cả đời chỉ có thể đình chỉ tại cấp 5 trì trệ không tiến, không nghĩ tới dĩ nhiên trời rũ lòng thương, để hắn được đan phương của thiếu dương nguyên đan. Như vậy thành tựu kiếp này, quyết sẽ không dừng lại ở cấp 5. Trải qua ba chiếc thẻ ngọc dằn vặt, mọi người cũng dồn dập yên tĩnh lại, nhưng cũng đối với phòng khách quý của Lý Vân Tiêu suy đoán không thôi. Mai tiên sinh cũng khôi phục bình thường, khẽ cười nói. Lần này thật là một hồi đấu giá đặc sắc nhất mà lão hủ bao năm qua mới có, phía dưới trở lại vật đấu giá nguyên bản. Món đồ đấu giá tiếp theo là một phương trận khí cấp 4. Phương trận khí này tuy rằng chỉ có cấp 4, nhưng mặt trên ngưng khắc lại là trận pháp hồn luyện cực kỳ hiếm thấy, có hiệu quả gia trì hồn lực của thuật luyện sư, phạm vi bao trùm càng là đạt đến ngàn mét. Là một tuyệt thế chân bảo mà thuật luyện sư cầu cũng không được. Trong mắt tư tử trác lộ ra một tia tiếc hận. Loại đồ vật có thể gia trì hồn lực này, đều là một ít đại thuật luyện sư trong truyền thuyết mới có thể luyện chế ra, mỗi một kiện đều là vạn kim khó cầu, đáng giá bất kỳ một tên thuật luyện sư nào liều mạng cướp giật. Nguyên bản mình cũng dự định đập xuống trận khí này, nhưng sau khi đoạt thiếu dương nguyên đan, đã không đủ tài lực chống đỡ.
dĩ nhiên là bảo bối có thể gia trì hồn lực, lần này những thuật luyện sư kia sẽ điên cuồng hơn. Ha ha, cũng phải a, ngược lại đám người này rất có tiền, nhìn bọn họ liều mạng cũng là một loại hưởng thụ. Thứ này đối với võ giả mà nói hầu như không có tác dụng, vì lẽ đó phần lớn người đều là ôm thái độ xem cuộc vui. Mà số ít thuật luyện sư lại từng cái hai mắt tỏa ánh sáng, hết sức sốt sáng lên. Lý Vân Tiêu xuyên thấu qua lầu các, ánh mắt nhìn về trận khí, không nhịn được than thở. Loại trận khí có thể ra chỉ hồn lực này, mặc dù là ta cũng luyện không ra, không có chỗ nào mà không phải là đại năng thời đại thượng cổ luyện chế để lại, mua một cái liền thiếu một cái. Mộng Bạch giật mình nói, sư phụ lợi hại như thế cũng luyện không ra, vậy khẳng định là đồ vật ghê gớm. Người còn lại đều khẽ mỉm cười, không tỏ ý kiến. Bọn họ cũng không biết Lý Vân Tiêu nói luyện không ra, chỉ chính là kiếp trước lúc hắn đạt tới đỉnh cao, cũng không có thể nắm giữ loại ngưng khắc trận pháp gia trì hồn lực này. Mà toàn bộ đại lục có người biết hay không, vậy thì không được biết rồi. Hắn khẽ nâng ánh mắt, trong mắt lộ ra tinh mang điểm điểm, trận khí này chính là mục đích to lớn nhất lần này của hắn. Vì lẽ đó ba thẻ ngọc kia cũng là hắn cố ý sắp xếp ở trước đấu giá trận khí, chính là vì thu đầy đủ nguyên thạch. Thời điểm Mai lão tiên sinh dứt tiếng, Lý Vân Tiêu liền cao giọng hô. 5.000 thượng phẩm nguyên thạch. Chi? Tất cả người phía dưới đều hút vào ngụm khí lạnh, vừa ra tay là 5.000 thượng phẩm nguyên thạch, tương đương với 50 vạn trung phẩm nguyên thạch. Đây mới là tác phẩm của đại nhân vật, vừa nãy chủ nhân trong gian phòng kia mới vừa thu vào hơn 2 vạn thượng phẩm nguyên thạch, sợ là không thiếu tiền a. Thuật luyện sư còn lại dồn dập biến sắc, từng cái mắt choáng váng. Nếu vị tài chủ kia quyết tâm muốn tranh, mình nào có hy vọng. 6.000 thượng phẩm nguyên thạch. Một tên thuật luyện sư hầu như mù quáng, đột nhiên đứng lên hét cao nói. Ha ha, 10.000. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói, thanh âm không lớn, lại giống như lôi đình cuồn cuộn, chấn động đến mức người phía dưới từng cái kinh hãi, một lần liền tăng 4.000. Lần này toàn trường đều không còn âm thanh, từng cái dương con ngươi, không ai dám nói chuyện. Mai lão tiên sinh khẽ mỉm cười, đang muốn nâng chùy điểm số, đột nhiên từ trong phòng khách quý hoàng thất truyền đến âm thanh của Tân Như Ngọc. 10.000 hai. Nhạc Cửu Lâm sững sờ, không hiểu nói. Thái tử điện hạ, người muốn vật này làm gì? Hơn nữa giá cả 10.000 hai không khỏi. Tân Như Ngọc khẽ mỉm cười nói. Ta chỉ là tùy tiện vui đùa một chút, thăm dò tâm tư người sát phách, xem bọn họ có thể chịu đựng bảng giá bao nhiêu. Có thể tùy ý lấy hơn 1 vạn thương phẩm nguyên thạch tùy tiện chơi, cũng chỉ có Tân gia. Nhạc Cửu Lâm cũng cười khổ lắc lắc đầu. Lý Vân Tiêu khẽ cau mày nói. Giở trò quỷ gì? Hắn lạnh lùng quát lên. 15.000. Ha ha, lần này có trò vui. Cùng hoàng thất đấu, ha ha. Phải a, hươu chết vào tay ai đúng là khó đoán, hoàng thất khẳng định là rất có tiền. Nhưng vấn đề là có thể phí giá tiền lớn như vậy mua một trận khí hay không? Ta xem cuối cùng vẫn là hoàng thất thắng, một là tiền càng nhiều, hai là vấn đề mặt mũi. Không hẳn, người thần bí trong gian phòng kia có thể tùy ý lấy ra cấp 7 luyện phương, há là hạng đơn giản. Thời điểm mọi người ở đây suy đoán không ngớt, Tân Như Ngọc nhân tiện nói. 10.008. Chi? Tất cả mọi người đều hít vào ngụm khí lạnh, ánh mắt của Lý Vân Tiêu cũng hơi lạnh lẽo. Trong mắt bắn mạnh ra vẻ tức giận, âm trầm quát lên. 20.000. Trong mắt Tân Như Ngọc lóe lên tinh mang, tựa hồ lại muốn hô giá. Nhạc Cửu Lâm lại không nhìn nổi, mồ hôi lạnh tràn trề nói. Thái tử điện hạ, đừng đùa, lại chơi tiếp liền thiệt thòi lớn rồi. Tân Như Ngọc liếc mắt nhìn hắn, khẽ cười nói. Ta vốn còn muốn thử một chút, vừa nãy sát phách không phải mới vừa được 22.000 khối thượng phẩm nguyên thạch sao. Xem ra hắn bán 3 luyện phương cấp 7, chính là vì trận khí này. Ha ha, nếu Nhạc Thúc Thúc nói như vậy, liền tiện nghi hắn một chút đi. Nhạc Cửu Lâm một thân mồ hôi lạnh, này còn tiện nghi hắn một hồi. Trực tiếp để người ta thêm ra 10.000, sợ là trong lòng đã hận chết người đi. Mai lão tiên sinh cũng là một mặt cười khổ, không duyên cớ thêm ra nhiều nguyên thạch như vậy, mọi người sẽ thịt đau. Nhưng nội tâm hắn vẫn rất vui mừng, dù sao giá cả càng cao. Hắn trích phần trăm cũng càng cao, sau khi hô 3 lần, rốt cục gõ chùy. Hai mắt của Lý Vân Tiêu hầu như muốn bốc hỏa, âm hàn như nước lạnh lùng nói. Tân gia hỏa ô hoàng thất, 10.000 thượng phẩm nguyên thạch này,
ta sẽ để các ngươi gấp trăm ngàn lần bồi lại. Ân Chiêu Dương cười khổ lắc đầu, thầm nghĩ tiểu tử này không sợ trời không sợ đất, cái gì cũng dám nói. Giờ khắc này Mộng Vũ cũng trở về phòng khách quý, Lý Vân Tiêu ở bên tai nàng nói nhỏ mấy câu, nàng không ngừng gật đầu, sau đó lại đi ra ngoài. Lý Vân Tiêu đối với Ân Chiêu Dương nói, lần này đa tạ ân trưởng lão giúp đỡ, ta tạm thời có việc, tương lai có dịp mời ân trưởng lão uống trà nói chuyện phiếm a. Ân Chiêu Dương sững sờ, tùy tiện nói, buổi đấu giá còn chưa kết thúc, Vân Thiếu liền không nhìn. Không cần, vật ta muốn đã chiếm được, liền như vậy cáo từ. Hắn đối với đám người Tiêu Khinh Vương liếc mắt ra hiệu, nhất thời một đám người từ phía sau trực tiếp rời đi buổi đấu giá. Mộng Bạch không hiểu nói. Sư phụ, người để tỷ ta đi đâu? Lý Vân Tiêu cười nói. Còn có chút sự tình cần nàng đi làm, trước thời gian đi ra là vì chuẩn bị cẩn thận một phen. Chuẩn bị. Trần Đại Sinh sững sờ, nhìn ánh mắt âm hiểm của Lý Vân Tiêu, nhất thời cả kinh nói. Ngươi sẽ không muốn cướp Hoàng thất Tân gia chứ? Ngươi điên rồi. Lý Vân Tiêu cười nói. Tân gia sau này hãy nói, nhưng Chu gia ngũ hành đỉnh ta là nhất định phải được. Vừa nãy thần thức của ta điều tra, Chu gia chỉ phái ba người tới đây. Hai tên thất tinh vũ vương, còn có một tên là nhất tinh đại vũ sư, tuy rằng người không nhiều, nhưng thực lực hơn xa chúng ta, không mưu tính một phen há có thể thành sự. Nội tâm của Tiêu Khinh Vương cũng một trận cười khổ, tiểu tử này thật là không muốn sống, nhưng vẫn trở nên trầm tư. Hai tên thất tinh vũ vương, nếu Lý Thuần Dương cùng Huyền Lôi Kinh Vân Hống ở đây, còn có thể thử một lần, nhưng hiện tại làm sao được? Lý Vân Tiêu hỏi, nếu Tiêu Khinh Vương đối đầu một người trong đó, đánh giết cần thời gian bao lâu? Tiêu Khinh Vương hơi trầm tư nói, mặc dù là thất tinh vũ vương, nhưng cũng không nói rõ sức chiến đấu chân thực. Nếu như dựa theo phổ thông suy đoán, ít nhất cũng phải nửa nén hương thời gian, hơn nữa nếu như hắn cố ý chạy trốn, ta sợ không hẳn giết được hắn. Dù sao hắn cũng chỉ là bát tinh đỉnh phong mà thôi, một cấp độ như vậy rất dễ dàng dựa vào võ kỹ cùng huyền binh bù đắp. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu ngưng tụ, phân tích nói. Đợi lát nữa ta cho ngươi một viên bạo nguyên đan bản tăng cường, đầy đủ để thực lực của ngươi ở trong ngắn hạn đạt đến vũ vương đỉnh cao. Nếu như có thể ở trong nửa nén hương thời gian giải quyết đối thủ liền tốt, dù sao thương thế trong cơ thể ngươi vẫn chưa thể trừ tận gốc, ta sợ làm ra những biến hóa khác. Còn một gã vũ vương khác, ta sẽ nghĩ biện pháp nhốt lại hắn nửa nén hương thời gian. Còn tên nhất tinh đại vũ sư kia liền trực tiếp quên đi. Nhốt lại nửa nén hương thời gian. Tiêu Khinh Vương lấy làm kinh hãi, không thể tin nói. Chỉ bằng mấy người các ngươi. Dù sao hắn là bát tinh vũ vương, tự nhiên biết thực lực thất tinh vũ vương mạnh bao nhiêu, tuyệt không phải là mấy người vũ quân võ sư bọn hắn có thể nhốt lại. Nói không dễ nghe một chút, trực tiếp miểu giết bọn họ cũng là bình thường. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Vì lẽ đó ta muốn trước thời gian rời đi, ở trên đường bọn hắn về Hỏa Ô Đế quốc phải qua mai phục mới được. Lần này then chốt phục kích là ở chỗ Khinh Vương, ta nhốt lại một gã vũ vương khác nửa nén hương không thành vấn đề, nhưng cũng sẽ không quá dài. Vì lẽ đó ngươi nhất định phải ở trong nửa nén hương giải quyết đối thủ. Tiêu Khinh Vương nghiêm nghị nói. Có bạo nguyên đan làm hậu chiêu, tuyệt không vấn đề. Như vậy rất tốt, Chu gia này bỏ ra giá tiền lớn như vậy mua xuống ngũ hành đỉnh, tất nhiên là có tác dụng lớn, buổi đấu giá vừa kết thúc sẽ chạy về Hỏa Ô Đế quốc ngay. Hiện tại chúng ta liền đi bố trí mai phục. Lý Vân Tiêu dặn dò xong, thân ảnh mấy người nhất thời biến mất khỏi phòng bán đấu giá. Giờ khắc này trong phòng bán đấu giá cũng đã dần kết thúc, theo bảo vật cuối cùng thành giao, tất cả mọi người đều là thần sắc bất định, mỗi người một ý đang định cách chàng. Đột nhiên Tư Tử Trác cao giọng nói. Chư vị dừng chân, vị tiểu cô nương này còn có lời muốn cùng mọi người nói. Mọi người sững sờ, đều kinh ngạc nhìn lại, chính là Mộng Vũ đang hết sức thấp thỏm cẩn thận đi lên đài, có ba đạo luyện phương cấp 7 kia, mọi người đối với thế lực tương ứng của nữ nhân kia cảm thấy hết sức hứng thú, nhất thời ngừng lại, muốn nghe nàng nói gì một chút. Mộng Vũ thấy tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm nàng, căng thẳng cao giọng nói. Đại nhân nhà ta chính là Viêm Vũ Thành thành chủ Lý Vân Tiêu, hắn để ta nói cho mọi người mấy câu. Cái gì, thế lực phía sau cô nàng này dĩ nhiên là Viêm Vũ Thành thành chủ. Làm sao có khả năng, một thành chủ tiểu quốc há có gốc gác như thế. Vô nghĩa, cứ nghe nàng nói gì một chút.
Mộng Vũ nghe được mọi người nghị luận, vội vàng nói. Vân Thiếu nói, hắn mới vừa lên làm thành chủ, muốn đại lực kiến thiết Viêm Vũ Thành, cần mọi người trợ giúp. Vì lẽ đó ở đây truyền bá tin tức chiêu mộ nhân tài, đãi ngộ như sau. Nếu có tam tài cảnh đại vũ sư trở lên chịu gia nhập Viêm Vũ Thành, một lần phân phát một huyền binh cấp 2, 10 viên đan dược cấp 2 tùy ý, cùng với 100 khối thượng phẩm nguyên thạch. Nếu có tứ tượng cảnh vũ quân cấp cường giả gia nhập, một lần phân phát một huyền binh cấp 3, 10 viên đan dược cấp 3 tùy ý, cùng với 1000 khối thượng phẩm nguyên thạch. Nếu có ngũ hành cảnh vũ vương gia nhập, một lần phân phát một huyền binh cấp 4, 10 viên đan dược cấp 4 tùy ý, cùng với 1000 thượng phẩm nguyên thạch. Nếu có trên ngũ hành cảnh cường giả gia nhập, có thể tìm Vân Thiếu gia yêu cầu, nhất định có thể lấy đồ vật khác thỏa mãn. Đồng thời hết thảy võ giả gia nhập, ngày sau các loại nguyên thạch, đan dược, huyền binh cùng với tài nguyên khác thiết yếu cho tu luyện, không thiếu gì cả, không bị hạn chế vô hạn cung cấp. Nhưng nếu có người thu tiền không ra sức, kết cục tự chịu. Cái gì, này, đãi ngộ này. Tất cả mọi người đều là mắt choáng váng, từng cái khiếp sợ tại chỗ. Viêm Vũ Thành từ đâu tới nhiều tài nguyên như vậy? Trời ạ, khái niệm này nghĩa là gì? Thật hay giả? Hẳn là thật a. Dù sao vừa nãy trên đấu giá ra tay, liền rất đáng sợ. Ngay cả cường giả trên Vũ Vương cũng đánh chủ ý, chuyện này quả thật chính là tiết tấu muốn khai tông lập phái a. Toàn bộ Thiên Thủy Quốc cũng không bỏ ra nổi thù lao bực này. Tư Tử Trác cũng giật nảy cả mình, không nghĩ tới nàng muốn nói dĩ nhiên là cái này. Hơn nữa điều kiện trong đó, đủ khiến bất kỳ một tên võ giả nào động tâm không ngớt. Không ít võ giả đi theo thuật luyện sư, vì còn không phải là cầu đan dược, cầu huyền binh. Người mỗi ngày theo đuôi, người ta còn chưa chắc luyện chế cho ngươi. Viêm Vũ Thành ra tay như thế, chỉ cần đến liền trực tiếp có, chuyện này quả thật chính là nghịch thiên a. Ngay cả Tân Như Ngọc con người cũng hơi ngưng lại, lướt qua một tia khiếp sợ, lập tức khôi phục bình thường. Vẻ mặt Nhạc Cửu Lâm nghiêm nghị, trầm giọng nói. Chẳng lẽ Viêm Vũ Thành thành chủ này muốn khai tông lập phái? Nhưng dựa vào những thủ đoạn này mời chào ô hợp hiển nhiên là không thể. Tân Như Ngọc cười nhạt nói. Đừng xem điều kiện này dụ người như vậy, nhưng chỉ là đi làm bia đỡ đạn mà thôi. Viêm Vũ Thành thành chủ này ta cũng rất có hứng thú muốn gặp gỡ. Không quá 3 ngày, sợ là người của Huỳnh Dương gia cùng Trình gia sẽ giết đến tận cửa, hắn đây là muốn thu thập bia đỡ đạn mà thôi. Đến thời điểm người chết rồi, tự nhiên sẽ không trả thù lao. Thì ra là như vậy. Trên mặt Nhạc Cửu Lâm lộ ra vẻ bừng tỉnh, nhìn từng cái võ giả phía dưới kích động không thôi, lộ ra ý cười gằn. Tiểu muội muội, nếu muốn gia nhập, quy trình như thế nào? Một tên võ giả cao giọng hỏi, trên mặt tỏa ánh sáng hiển nhiên là động lòng. Hết thảy võ giả hầu như đều là tâm tư giống nhau, có bán lực hay không sau này hãy nói. Trước tiên đem đồ vật chiếm được mới là chính đạo. Mộng Vũ gò má đỏ chót nói. Ngày mai đến phủ thành chủ Viêm Vũ Thành báo danh liền được. Được, ngày mai ta là cái thứ nhất đi. Võ sĩ kia mừng lớn nói. Người còn lại cũng dồn dập lộ ra hứng thú, phụ họa nói. Coi như không báo danh, đi xem cũng tốt ha. Ở trên lầu, trong phòng khách quý Chu gia, Chu Xuyên nhìn một đám võ giả phía dưới kích động không thôi, cau mày nói. Viêm Vũ Thành thành chủ này thật giống như là Lý Vân Tiêu cùng thiếu gia đánh cược chiến kia a. Sử Duệ Đạt ngạc nhiên nói. Ta cũng nghe nói việc này, thật giống như ở thời điểm Thái tử Thiên Thủy Quốc đăng cơ, bác mặt mũi của Ngọc Sơn thiếu gia, nghe nói còn chỉ là thiếu niên tu vi võ sư. Bàng Thành Văn cười lạnh nói. Võ sư cũng muốn cùng Ngọc Sơn thiếu gia chiến. Si nhân nằm mơ, ta nhìn hắn chiêu thu lượng lớn võ giả như vậy, chính là dự định chơi xấu. Chỉ lo đến thời điểm thiếu gia tức giận tìm hắn gây sự, vì lẽ đó chiêu mộ những người này, để ngừa Chu gia chúng ta. Hừ, một đám ô hợp. Chu Xuyên khinh thường nói. Chờ thiếu gia đột phá đến Vũ Vương, tự nhiên sẽ tìm người này tính sổ. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức trở về, thiếu gia còn chờ tìm hiểu ngũ hành đỉnh đây này. 3 người nhất thời lóe lên, liền biến mất khỏi phòng khách quý. Vương Ốc Sơn tọa lạc ở ngoài Viêm Vũ Thành, cách hơn 30 dặm, là chỗ phải qua khi về Hỏa Ô Đế Quốc. Một chiếc thanh lang huyền phù chiến xa ở trên không trung nhanh chóng bay vút, sau khi 3 người Chu Xuyên rời sàn đấu giá, liền trực tiếp không ngừng không nghỉ chạy về Hỏa Ô Đế Quốc, tuy rằng 3 người thân phận cao quý,
nhưng cũng phải nhìn là theo người nào, ở trước mặt đích hệ tử tôn Chu gia, chỉ là hạ nhân mà thôi, vì lẽ đó một khắc cũng không dám trì hoãn. Đây là... Đột nhiên trong lòng Chu Xuyên cả kinh, ngơ ngác nhìn phía trước nói. Các ngươi mau nhìn, xảy ra chuyện gì? Bàng Thành Văn cùng Sử Duệ Đạt đột nhiên từ trong tĩnh tọa giật mình tỉnh lại, bước nhanh đi tới trước chiến xa, chỉ thấy phía trước có một ngọn núi to lớn chặn đường đi, Sử Duệ Đạt cả kinh nói. Chu Xuyên, người đi lầm đường sao? Khắp khuôn mặt Chu Xuyên là vẻ kinh hãi, khẳng định nói. Tuyệt không sai, thời điểm đến chính là con đường này, nơi đây tuyệt không có một ngọn núi lớn. Trên mặt Bàng Thành Văn hiện ra vẻ nghi hoặc, cau mày nói. Ý của ngươi là, mấy ngày qua nơi này đột nhiên xuất hiện một ngọn núi. Hắn thấy buồn cười nói. Trong truyền thuyết những đại năng giả kia có thể di sơn đảo hải, này chỉ là cách nói khuếch đại mà thôi. Thế gian làm sao có khả năng sẽ có chuyện như rời núi. Sử Duệ Đạt cũng cười nói. Chu Xuyên ngươi quá sốt sắng, mau mau quay đầu đi, bằng không liền sẽ đụng vào. Chu Xuyên cúi đầu, yên lặng nhìn kim chỉ nam ghi chép trên chiến xa. Đây tuyệt đối là đường lúc đến không sai. Hơn nữa ngọn núi trước mắt kia nhìn dị thường quen thuộc, thật giống như là tòa Vương Ốc Sơn ở ven đường kia. Mọi người cẩn thận chút, ta có loại dự cảm xấu. Vẻ mặt Chu Xuyên lẫm nhiên nói, hắn cẩn thận điều chỉnh phương hướng chiến xa. Tuy rằng nội tâm cực kỳ quái dị, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn chiến xa đánh tới trên núi. Bàng Thành Văn cùng Sử Duệ Đạt nhìn nhau nở nụ cười, không để ý lắm. Bọn họ đều cho rằng Chu Xuyên đi nhầm đường, hai người tự tin tu vi mạnh mẽ, vốn là đối với nhất tinh đại vũ sư Chu Xuyên dẫn đầu tâm có bất mãn. Giờ khắc này càng là không hề che giấu chút nào lộ ra vẻ châm chọc. Đột nhiên một đóa mây đen lướt qua bầu trời, đem hết thảy ánh sáng ngăn trở, sắc trời bỗng nhiên âm u xuống. Trong lòng ba người khẽ động, ngẩng đầu nhìn tới, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán. Thế này nào là mây đen gì? Dĩ nhiên là một ngọn núi lớn trực tiếp từ trên bầu trời lấy tốc độ cực nhanh rơi xuống, chu vi không biết mấy ngàn dặm, chiến xa chính ở trung ương núi lớn, không thể tránh khỏi. A, chạy mau! Bàng Thành Văn hét lớn một tiếng, vội vàng phi thân ra ngoài chiến xa, nhanh như chớp giật hướng ra ngoài phóng đi. Núi lớn như vậy đè xuống, đừng nói hắn chỉ là một vũ vương, coi như là vũ tông, vũ tôn, sợ cũng là trong nháy mắt tan xương nát thịt. Hai người khác cũng sợ đến hồn phi phách tán, liều mạng nhảy ra chiến xa, điên cuồng chạy trốn. Rời non lấp biển, thật sự có người có thể rời non lấp biển. Nội tâm Chu Xuyên chấn động tột đỉnh, dùng hết toàn lực điên cuồng chạy trốn. Hô! Ngọn núi lớn kia trong nháy mắt đè xuống, tuy rằng ba người dùng hết toàn lực chạy vội, nhưng vẫn như cũ không thể tránh khỏi, ngay lúc sắp bị ép thành bánh thịt. Từng cái sợ hãi mở to hai mắt. Giống to đem toàn thân nguyên khí phóng ra, hình thành đạo đạo phòng ngự cực cường bao trùm quanh thân, trên trán càng là mồ hôi lạnh chảy ròng, trơ mắt nhìn ngọn núi kia rơi xuống đất. Ngay ở thời điểm ba người làm tốt một kích sắp chết, đột nhiên ngọn núi trước mắt trở nên vặn vẹo, hóa thành từng đạo ánh sáng ở trên không trung nhanh chóng tản ra, hình thành các loại sắc ban lộn xộn, tụ lại mà đi, như thu vào trong con ngươi một người. Sắc trời nhất thời trong trẻo. Vương Ốc Sơn ở phía trước cũng biến mất không còn tăm hơi, hết thảy tất cả dĩ nhiên là ảo giác. Người thiếu niên có con mắt kỳ dị kia sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là vừa nãy ảo thuật quá lớn, tiêu hao tinh thần lực rất lớn. Nhưng khóe miệng lại hiện ra một nụ cười, hai tay không ngừng nắm bắt quyết ấn, đánh vào trong bộ thanh lang chiến xa kia. Chiến xa nhất thời ở trên không trung nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành một mô hình, rơi vào trong tay hắn. Ngươi là ai? Lại dám lừa gạt chúng ta. Bàng Thành Văn giận tím mặt, hồn cũng bị dọa rơi mất. Sử Duệ Đạt cũng giận không nhịn nổi, sát khí trên người nhất thời bộc phát ra, quần áo ở dưới nguyên khí cổ động trướng lên, như mập ra gấp đôi. Thiếu niên kia thu hồi thanh lang chiến xa, mỉm cười nói. Viêm Vũ Thành thành chủ Lý Vân Tiêu, gặp chư vị. Bàng Thành Văn tức giận không giảm, trong mắt sát ý bắn ra bốn phía, lạnh giọng nói. Viêm Vũ Thành thành chủ, dám trêu chọc chúng ta, thật là to gan. Thiên Thủy Quốc quốc quân bọn họ cũng không để vào mắt, huống hồ là người đứng đầu một thành. Chu Xuyên hơi thay đổi sắc mặt, hắn so với hai người khác bình tĩnh không ít, động dung nói. Hóa ra là thành chủ đại nhân, không biết theo chúng ta là có ý gì. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười,
không khỏi đối với Chu Xuyên này đánh giá cao mấy phần, cười nói. Ta mới vừa lên làm thành chủ không tới mấy ngày, trong tay vô cùng căng thẳng. Lần này đến ngoại trừ mượn bộ thanh lang chiến xa kia vừa nãy ra, còn muốn mượn ngũ hành đỉnh dùng một lát. Chờ Viêm Vũ Thành giàu có lên, tất nhiên tự mình tới cửa trả. Mượn ngũ hành đỉnh. Bàng Thành Văn phảng phất nghe được chuyện cười lớn, điên cuồng cười to lên. Ha ha, ngươi chỉ là một tên võ sư run rế, ngươi biết mình đang nói chuyện với người nào sao? Lý Vân Tiêu cười nhạt nói. Cái này, ta còn thật không biết ba vị tên gì. Có điều cũng không có hứng thú biết, vì lẽ đó ba vị cũng không cần báo tên họ, ta cầm ngũ hành đỉnh liền đi. Tiểu tử, sắc mặt Sử Duệ Đạt chìm xuống, uy thế trên người giống như thiên uy cuồn cuộn, chấn động ra, hắn chỉ vào Lý Vân Tiêu giống to. Ngươi là khờ thật hay giả ngu, ngươi biết chúng ta là ai không, biết ngày hôm nay chuyện này hậu quả ra sao không? Lý Vân Tiêu vẻ mặt bất động, nụ cười trên mặt không giảm, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, tay tùy ý đập xuống. Uy thế thất tinh vũ vương của Sử Duệ Đạt dĩ nhiên bị nổ ra, hướng về phía sau Lý Vân Tiêu bốn phương tám hướng mà đi. Sử Duệ Đạt biến sắc, uy thế của hắn coi như là vũ quân phổ thông cũng khó có thể chịu đựng. Tiểu tử này xác thực chỉ là ngũ tinh võ sư, dĩ nhiên có thể một trưởng vỗ tán lực lượng uy thế của mình. Hơn nữa vừa nãy một trưởng kia tuy rằng nhạt nhòa tùy ý, giống như tiện tay mà làm, nhưng hắn cảm nhận được vũ ý cực sâu ẩn chứa trong đó. Chu Xuyên cũng thay đổi sắc mặt, trầm giọng nói. Chúng ta chính là người Hỏa Ô đế quốc Chu gia, người thật muốn đắc tội Chu gia chúng ta. Lý Vân Tiêu cười nói. Là Chu gia vậy thì không sai rồi, chính là mượn các ngươi. Chu gia là một trong tứ đại thế gia của Hỏa Ô đế quốc, mượn ít đồ cũng hẹp hòi như vậy. Vẻ mặt Chu Xuyên càng ngày càng khó coi, lạnh lùng nói. Mấy ngày trước tại Vạn Bảo Thương hội giết người Trình gia cùng Huỳnh Dương gia cũng là ngươi phải không? Chẳng lẽ ngươi muốn đối địch cùng hai đại thế gia? Ngươi thật không nghĩ tới hậu quả. Những ngàn năm thế gia này, tùy ý một ngón tay cũng có thể triệt để nghiền nát ngươi. Thiết, ngàn năm thế gia. Trên mặt Lý Vân Tiêu hiện ra nụ cười lạnh lùng. Những truyền thừa ngàn vạn năm kia, bổn thiếu gia cũng đối địch không ít. Người điên, thật là người điên. Tiểu tử này tuyệt đối là người điên. Trong lòng Chu Xuyên không biết nói gì, trên đời tại sao có thể có người như thế. Nói lý với hắn một chút cũng nói không thông. Nếu không phải ngũ hành đỉnh can hệ trọng đại, hắn không muốn ra nửa điểm sai lầm, bằng không làm sao nuốt giận vào bụng nói đạo lý như vậy. Còn nói với hắn cái giam a. Bàng Thành Văn tức giận, nhìn chằm chằm Chu Xuyên giận dữ hét. Trực tiếp giết là được. Trong ba người Chu Xuyên là dẫn đầu. Không có mệnh lệnh của hắn, hai người khác đều không được ra tay. Tuy rằng trong lòng Bàng Thành Văn cùng Sử Duệ Đạt đều không phục, thế nhưng quy củ Chu gia là không thể thí chủ, bằng không vậy cũng là trọng tội. Chu Xuyên cũng tức giận đến bốc khói, cắn răng nghiến lợi nói. Giết! Tiếng nói của hắn rơi xuống, Bàng Thành Văn là cái thứ nhất xông lên. Hắn đã nhẫn tới toàn thân phát run, nếu không lột ra tiểu tử này, tuyệt không hết hận. Không chỉ như vậy. Chờ giết tiểu tử này xong, sau khi hộ tống ngũ hành đỉnh trở về, nhất định sẽ trở lại Viêm Vũ Thành một chuyến, đem phủ thành chủ tàn sát một lần. Người trẻ tuổi, đừng kích động. Đột nhiên một thanh âm nhàn nhạt truyền đến, bóng người Tiêu Khinh Vương xuất hiện ở trước người Lý Vân Tiêu, tay trái nhẹ nhàng đẩy ra. Toàn bộ không khí nhất thời lấy đầu quyền làm trung tâm, hình thành một cơn lốc xoáy, nguyên khí trong chu vi mấy chục mét bị hút tới, áp xúc cực hạn, hướng Bàng Thành Văn đánh tới. Bát tinh vũ vương, con người của Bàng Thành Văn đột nhiên co rút, trên mặt hiện ra vẻ kinh hãi, cỗ quyền uy kia đã đem hắn khóa chặt, mạnh mẽ đập xuống, quyền uy chưa rơi, hắn đã bị ép tới thở không nổi, hắn sợ hãi gào thét nói. Bát tinh vũ vương, làm sao có khả năng, một tòa thành trì nho nhỏ, tại sao có thể có bát tinh vũ vương tỏa chấn? Chu Xuyên biến sắc, cả kinh nói. Ngươi là Tiêu Khinh Vương. Thiên Thủy Quốc Hộ Quốc Vũ Vương Tiêu Khinh Vương, ngươi dám cùng Chu gia chúng ta đối nghịch, ngươi không sợ mang đến tai ương ngập đầu cho Thiên Thủy Quốc sao? Khóe miệng Tiêu Khinh Vương nhẹ nhàng nở nụ cười, lạnh nhạt nói. Không đáng kể. Ngươi, Chu Xuyên nhất thời ách ngữ, điên rồi, đúng là một đám người điên. Ngay cả diệt quốc cũng không sợ, còn sợ tai họa sát sinh gì. Bàng Thành Văn đem nguyên lực vận chuyển tới đỉnh cao. Đột nhiên đẩy ra song trường, vẻ mặt kinh hãi đón lấy cú đấm kia.
Oanh! Dưới một quyền, cả người Bàng Thành Văn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tâm thần Chu Xuyên chấn động mạnh, biết lần này thật sự phiền phức, đối phương quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. Hắn hét lớn. Sử Duệ Đạt, mau mau ra tay. Tuy trái tim trầm xuống, nhưng hắn cũng không có kinh hoàng. Dù sao đối phương chỉ là một thành chủ thành nhỏ, nếu có đầy đủ thực lực ăn chắc mấy người mình, từ sớm liền đến rồi, sẽ không trước tiên làm ra ảo cảnh, để cho mấy người mình vứt bỏ Thanh Lang chiến xa. Có thể thấy được đối phương không có niềm tin quá lớn. Sử Duệ Đạt đang muốn ra tay, đột nhiên từ trên mặt đất bốn phương bắn ra bốn ánh sáng cột màu sắc khác nhau, ở dưới chân rất nhanh hiển lộ ra một trận pháp. Không biết từ nơi nào đột nhiên bốc lên hai người, phân biệt quỳ một gối ở ngoài trận pháp, một tay đặt ở trong hai loại ánh sáng, đem nguyên khí trên người liều mạng rót vào trong đó. Trận pháp kia chịu đến hai loại sức mạnh này rót vào, nhất thời bốn loại hào quang chói lọi, từ bốn góc tản ra, tạo thành một lao tù bốn màu, sừng sững ở trên đại địa. Hai tên vũ quân, Sử Duệ Đạt cả kinh, đợi phát hiện tu vi của đối phương, nhất thời trái tim để xuống. Hơn nữa mình đứng ở trong trận pháp, tựa hồ cũng không có thu được công kích, sức mạnh cũng chưa tiêu giảm. Hắn nổi giận hét lớn một tiếng. Muốn chết. Trường bào nhô lên đột nhiên nổ tung, từng đạo lực lượng nguyên khí phảng phất đạn pháo từ trên thân thể hắn nổ ra, hướng ra ngoài phi bắn. Oanh! 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 Toàn bộ rơi vào trên trận pháp bốn phía, bị từng luồng sức mạnh vô hình cản lại, nổ thành từng mảng rung động, thật giống như hồ nước nhộn nhạo, dĩ nhiên không cách nào công phá. Lạc Vân Thường cùng Trần Đại Sinh thủ hộ trận pháp hơi biến sắc, nhưng trong đôi mắt đều là khiếp sợ cùng đại hỉ. Nguyên bản đối với tứ tượng trận đơn giản này cũng không ôm hy vọng quá lớn, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự có thể nhốt lại Vũ Vương cường giả. Tuy rằng vừa nãy ở dưới công kích, nguyên khí trong cơ thể hao tổn rất lớn, nhưng dựa theo trình độ hiện nay đến xem, muốn chống đỡ nửa nén hương thời gian là vấn đề không lớn. Cái gì? Sử Duệ Đạt biến sắc, mình lại bị hai tên vũ quân dùng trận pháp nhốt lại. Chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Hắn như phát điên ở trong trận pháp liều mạng công kích, tuy rằng sắc mặt Trần Đại Sinh cùng Lạc Vân Thường càng ngày càng kém, nhưng vẫn như cũ vững như thành đồng vách sắt, mặc cho hắn công kích làm sao cũng không phá được. Tiêu Khinh Vương hướng về Bàng Thành Văn bị đánh bay chạy như bay, sắc mặt Chu Xuyên càng thêm khó coi, hắn cắn răng nghiến lợi nói. Rõ ràng, kế hoạch của các ngươi là trước tiên dùng ảo thuật để chúng ta vứt bỏ chiến xa. Sau đó dùng trận pháp nhốt Sử Duệ Đạt. Chờ Tiêu Khinh Vương đánh giết Bàng Thành Văn sẽ lại chờ đánh giết Sử Duệ Đạt. Quả nhiên là diệu kế. Vậy người đối phó ta đâu? Tuy rằng ta chỉ là nhất tinh đại vũ sư, nhưng khẳng định cũng sắp xếp nhân thủ đi. Lý Vân Tiêu cười nói. Không vội, sách lược của ta chính là tận lực kéo dài thời gian, chờ Tiêu Khinh Vương giết chết một cái là tốt rồi. Trong mắt Chu Xuyên lóe ra sát ý nồng đậm, một huyền binh hiện lên ở trong tay, phi thân chém tới, quát lên. Xem ra ngươi quả nhiên là đầu lĩnh của những người này, trước giết ngươi lại cứu Sử Duệ Đạt, cuối cùng chém giết Tiêu Khinh Vương. Hắn nhất thời rõ ràng cơ hội của mình, cơ hội của hai người là bình quân, liền xem là Bàng Thành Văn chết trước hay là Sử Duệ Đạt đi ra trước. Nếu có hai tên thất tinh Vũ Vương liên thủ, Tiêu Khinh Vương quyết không địch lại. Ha ha, không cần nôn nóng như vậy, nếu ta không đoán sai, ngũ hành đỉnh liền ở trên thân ngươi đi. Dưới chân Lý Vân Tiêu lướt nhẹ. Thân hóa Lạc Diệp, hướng mặt sau nhẹ nhàng phiêu đi. Trong lòng Chu Xuyên kinh hãi, hắn làm sao cũng không hiểu Lý Vân Tiêu làm sao đoán được. Đồ vật quý trọng như thế, người bình thường đều sẽ cho rằng ở trong tay người có tu vi cao nhất, đáng tiếc hắn gặp phải là người điên không bình thường. Tuy rằng hắn phi thân chém qua, nhưng chỉ là hư chiêu. Toàn bộ tâm thần cảnh giác nhìn bốn phía, đối phương nhất định sắp xếp nhân thủ đối phó mình. Hiện tại còn chưa đi ra. Hẳn là không có mấy phần chắc chắn, vì lẽ đó tận lực kéo dài thời gian. Không cần nhìn, không còn ai rồi. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Người của ta toàn bộ an bài đi làm việc, chỉ có thể tự mình đối phó ngươi rồi. Hừ, tin ngươi mới là quỷ. Chu Xuyên lạnh giọng quát lên, kiếm trong tay càng ngày càng mãnh, nhưng ngơ ngác phát hiện dĩ nhiên hoàn toàn không đụng tới góc áo đối phương, lần này nhất thời hoảng sợ lên. Lẽ nào hắn thật không có hậu chiêu? Chu Xuyên nhìn Lý Vân Tiêu một mặt hờ hững, nội tâm nghi ngờ không thôi, hắn hét lớn một tiếng, giải phong, nhất thời huyền binh hóa thành một linh xà, tốc độ nhanh chóng, lại như là chiêu thức phạm vi công kích lớn,
bao phủ một vùng không gian, loại kiếm pháp này chính là khắc tinh của một ít thân pháp kỳ diệu. Lý Vân Tiêu cũng hơi kinh ngạc, dưới chân di hình hoán ảnh càng thêm cấp tốc, dĩ nhiên ở trong phạm vi cực kỳ nhỏ hẹp tránh né linh xà kiếm công kích, lúc nào cũng có thể gặp nạn, lại chuyển nguy thành an, làm Chu Xuyên trợn mắt ngoác mồm. Lần này hắn mới chính thức tin tưởng Lý Vân Tiêu, đối phương hẳn là không có hậu chiêu, bởi vì có thể người của đối phương cực kỳ có hạn, hơn nữa loại thân pháp này đủ để chống đỡ hắn kéo dài thời gian. Nếu ngươi tự tin như vậy, lần này xem ngươi làm sao trốn, giải phong. Chu Xuyên lần thứ hai quát lên, linh xà kiếm trong tay chợt bộc phát ra một ánh hào quang, thân thể linh xà kia đột nhiên cấp tốc bành trướng, trong thời gian ngắn kịch liệt nở lớn 7-8 lần, biến thành một binh khí hình đại mãng, mạnh mẽ cắn tới Lý Vân Tiêu. Hai lần giải phong. Lý Vân Tiêu cả kinh, nhất thời đối với thực lực của Chu gia bắt đầu phỏng chừng lần nữa. Huyền binh có thể hai lần giải phong, đẳng cấp chí ít cũng phải cấp 4. Đồng thời cần thuật luyện sư cấp 5 trở lên mới có thể luyện chế ra. Chỉ là một quản gia đại vũ sư, liền có trang bị như thế, có thể thấy được thực lực và gốc gác Chu gia, xác thực không phải Viêm Vũ Thành hiện nay có thể dễ dàng mạo phạm. Trong mắt hắn lóe ra một tia nghiêm nghị, nhìn linh xà kiếm chém xuống, không lùi không tránh, mà là song trưởng không ngừng biến hóa thủ quyết, từng đạo khí thể màu vàng nổi lên ở quanh thân, cuối cùng ngưng tụ trong lòng bàn tay, một văn ấn to lớn màu vàng tụ mà tán, vỗ mạnh bay lên. Phù sinh nhược mộng, phi hồng hữu ấn, phù du ấn, oanh, hào quang màu vàng tăng mạnh, từ lòng bàn tay của Lý Vân Tiêu bắn ra, như một đóa sen vàng to lớn đột nhiên mở ra, đâm người gai mắt. Thân thể cự mãng nhất thời bị thôn phệ vào trong kim quang, phát sinh từng tiếng rên rỉ, đột nhiên chấn động bay ra ngoài. Đây là võ kỹ gì? Uy lực dĩ nhiên to lớn như thế. Chu Xuyên cả kinh, linh xà kiếm trong tay bị chấn trở về, một luồng sức mạnh khổng lồ lan truyền lên, đem thân thể hắn chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau. Lý Vân Tiêu nghiêm nghị từ trong ánh vàng đi ra, từng đạo nguyên khí gợn sóng ở trên người tản mát, hắn lãnh đạm nói. Nếu ngươi chỉ có trình độ này, vậy tất cả sẽ kết thúc. Xác thực chỉ là nguyên lực gợn sóng của ngũ tinh võ sư, dĩ nhiên đánh văng linh xà kiếm của ta. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chu Xuyên khiếp sợ, tràn đầy không thể tin nổi. Ở cách đó không xa, Lạc Vân Thường, Trần Đại Sinh cùng Sử Duệ Đạt cũng dị thường khiếp sợ. Hai người trước trên căn bản có thể tiếp thu, nhưng Sử Duệ Đạt là làm sao cũng không thể nào tin nổi. Hắn cảm nhận được xa xa khí tức của Bàng Thành Văn càng ngày càng yếu, nhất thời lòng như lửa đốt, điên cuồng công kích đại trận. Trần Đại Sinh cùng Lạc Vân Thường biến sắc, vội vàng lấy ra mấy viên đan dược nuốt xuống, tiếp tục khổ sở chống đỡ. Chu Xuyên dần dần tiếp nhận sự thực trước mắt này, trong mắt tuôn ra một luồng tức giận ngập trời, một lực lượng kỳ dị ở trong người lan tràn ra, da trên người hiện ra từng tầng thanh lân, đầu lâu trở nên nhọn, phảng phất như một cái đầu rắn. Yêu tộc công pháp. Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày, tuy rằng loại công pháp này uy lực rất lớn, nhưng người học vô cùng ít ỏi. Lúc trước tại Phượng Hoàng Sơn, Lễ Văn Thạch tu luyện Chu Cáp Ma Công, cuối cùng chết trong tay thê tử của mình. Ồ, ngươi cũng biết yêu tộc công pháp, xem ra thành chủ nho nhỏ như ngươi cũng không đơn giản a. Sau khi Chu Xuyên biến thân, một luồng yêu lực từ trên người lan ra, trong tay cầm linh xà kiếm, thật giống như hai con rắn to, khiến lòng người sinh ra khủng bố, không rét mà run. Hừ, công pháp nhân tộc thiên thiên vạn vạn, là đệ nhất thiên hạ. Chỉ có đầu bị cửa kẹp, mới sẽ đi tu luyện công pháp của súc sinh. Lý Vân Tiêu xem thường cười lạnh nói. Chết đến nơi còn dám mạnh miệng, nếu buộc ta lộ ra chân thân, chính là giờ chết của ngươi. Vạn xà xuyên tâm. Đột nhiên Chu Xuyên hét lớn một tiếng, thân thể giống như linh xà chạy như bay mà lên, linh xà kiếm trong tay càng là vũ động gió thổi không lọt, dường như bốn phương tám hướng tất cả đều là xà ảnh, bao phủ xuống. Hình người cũng không phải đối thủ của ta, biến thành súc sinh liền có thể gỡ vốn sao. Nằm mơ. Thân thể Lý Vân Tiêu nhẹ lướt, tay phải kéo về phía sau, kiếm mang trong tay lấp lóe, giữa bầu trời đột nhiên hiện ra một mảnh huyết quang, một tiếng hổ gầm vụt lên từ mặt đất, bay vút lên trời. Hổ nha kiếm, thanh liên kiếm ca. Hổ gầm chấn động núi rừng. Một bóng mờ thanh xà cùng một bóng mờ mãnh hổ mạnh mẽ đụng vào nhau, ở dưới hai nguồn sức mạnh xung kích, nhất thời tan nát, bên trong dư âm mơ hồ truyền ra tiếng hổ khiếu. Lý Vân Tiêu cùng Chu Xuyên đều bị chấn bay ra ngoài, năng lượng khổng lồ khuếch tán ra.
Chu Xuyên phun ra một ngụm máu tươi, trên đầu rắn hiện ra một nụ cười lạnh lùng, uy lực khổng lồ như thế, thân thể yêu hóa của mình cũng không chịu nổi, huống hồ đối phương chỉ là một võ sư. Xèo. Một âm thanh khủng bố truyền đến, chỉ thấy Lý Vân Tiêu để trần, giơ lên hổ nha kiếm đột nhiên hướng mình chém tới. Không khí vừa mới bị năng lượng thiêu đốt đến nhiệt độ cao bị chém thành hai khúc, ánh kiếm như điện, chém vụt mà xuống. Chi. Chu Xuyên hít vào ngụm khí lạnh, nhìn trên người Lý Vân Tiêu trơn bóng như ngọc, thất thanh nói. Làm sao có khả năng, lực trùng kích lớn như vậy, ngươi làm sao một chút vết thương cũng không có. Lý Vân Tiêu há có thể giải thích với hắn, tâm trạng của Chu Xuyên hết sức chấn động, đột nhiên giơ lên linh xà kiếm đón đánh. Linh xà kiếm ở dưới trùng kích đã biến trở về trạng thái giải phong một lần, khéo léo như linh xà. Cong! Hai thanh bảo kiếm đánh chém cùng nhau, áng lửa phun ra. Trái tim Chu Xuyên mãnh liệt co giật một hồi, đây chính là bảo kiếm cấp 4 có thể hai lần giải phong A, dĩ nhiên dùng để chém nhau như vậy. Thật là phung phí của trời. Cong, cong, cong. Lại chém liền 3 lần, từng đạo lực lượng oanh kích xuống, chấn động đến Chu Xuyên khí huyết cuồn cuộn, nhưng càng để trong lòng hắn nhỏ máu chính là, linh xà kiếm của mình ở dưới đánh chém liên tục, tựa hồ xuất hiện vết răng cưa. Mà Lý Vân Tiêu tựa hồ không đau lòng bảo kiếm của mình chút nào, như dao bầu phổ thông chém tới. Lần này tựa hồ dùng đủ toàn lực, trường kiếm trong tay Chu Xuyên bị chấn động đến suýt chút nữa tuột tay bay đi, cả người lùi liền mấy bước, nội tâm kinh hãi không ngớt, tiểu tử này làm sao còn có lực lượng mạnh mẽ như vậy. Ánh mắt của hắn rơi vào trên thân kiếm của mình, nhất thời nội tâm nhỏ máu, từng cái lỗ hổng lớn như hạt đậu, dưới một kích cuối cùng kia còn nứt ra một vết ngân. Điên rồi điên rồi. Trong mắt Chu Xuyên lóe ra vẻ điên cuồng, liều mạng, chỉ có thể liều mạng. Nếu mất đi ngũ hành đỉnh, trở lại sợ là ngay cả chết cũng không được. Trong mắt hắn lóe ra một tia kiên quyết, lấy ra một viên đan dược màu xanh nhạt nuốt xuống. Một luồng sức mạnh khổng lồ từ trong cơ thể Chu Xuyên lan ra, điên cuồng trùng kích tứ chi bách mạch, thân thể cũng ở dưới nguồn sức mạnh này cấp tốc lôi kéo, dần dần biến đổi hình dạng. Nguyên bản là hình thái đầu rắn nhân thân, lần này triệt để biến thành một con đại mãng xà, huyền binh trong tay giải phong lần thứ hai. Hai con rắn to quấn quanh, nhìn chòng chọc vào Lý Vân Tiêu. Lần này ba người ở bên cạnh đều giật nảy cả mình, không chỉ trong lòng Lạc Vân Thường cùng Trần Đại Sinh chấn động, ngay cả Sử Duệ Đạt cũng khiếp sợ trợn mắt ngoác mồm, đặc biệt loại thị giác xung kích kia, khiến người ta thực khó có thể tiếp thu. Huyền binh hình rắn, công pháp xà yêu, ngay cả hóa yêu đan cũng là xà, người thật là buồn nôn. Lý Vân Tiêu cau mày, nhìn hai con mãng xà to lớn không ngừng quấn quanh lẫn nhau. Gây ra một cảm giác hết sức buồn nôn. Chu Xuyên giận dữ, đôi mắt trở nên yêu dị đỏ chót, đột nhiên lao ra, thân thể cao lớn dĩ nhiên có tốc độ mãnh liệt như thế, trong nháy mắt liền vọt tới trước người Lý Vân Tiêu. Cong! Lý Vân Tiêu giơ hổ nha kiếm chặn lại, cả người bị chấn lui về phía sau hơn 10 mét, trực tiếp vẽ ra hai dấu vết thật dài trên mặt đất. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên, tự lẩm bẩm. Lực lượng thật lớn, lần này có chút phiền phức. Xa xa Lạc Vân Thường cũng bắt đầu lo lắng, cỗ yêu khí kia ngay cả nàng cũng cảm thấy khiếp đảm. Nhưng tứ tượng trận bị Sử Duệ Đạt không ngừng công kích cũng dần dần đến cực hạn, nàng căn bản là không có cách nào phân tâm, chỉ có thể tin tưởng Lý Vân Tiêu, vội vàng đem toàn bộ tâm thần vùi vào trên trận pháp. Vèo! Thân thể của Chu Xuyên cùng huyền binh đại xà ở trên không trung không ngừng qua lại, giao nhau hướng Lý Vân Tiêu triển khai công kích, mỗi một lần hạ xuống đều có cảm giác như núi lớn rơi rụng. Thân thể hai con rắn càng là che kín bầu trời, đem Lý Vân Tiêu vây ở trong không gian mấy chục mét không ngừng công kích. Hổ nha kiếm, hổ khiếu trấn sơn lâm. Hống. Lý Vân Tiêu chém ra một chiêu kiếm, từ trên ánh kiếm ngưng tụ ra một hư ảnh mãnh hổ, tụ mà không tan, mơ hồ có tiếng rít gào vang động đất trời, hướng về đầu lâu đại xà chém tới. Oanh. Linh xà kiếm của Chu Xuyên đột nhiên đâm xuyên xuống, đánh vào trên bóng mở mãnh hổ, nổ bể mà ra. Ở trong năng lượng lung tung, lại là một cái đầu rắn gào thét lao xuống, hướng về trên người Lý Vân Tiêu đánh tới. Tiên sư nó, còn song long hí châu, thật khó làm. Lý Vân Tiêu lấy làm kinh hãi, bỗng nhiên hai con mắt hiện ra trăng lưỡi liềm đỏ như màu máu, một đạo lực lượng tinh thần từ trong mắt lóe lên, quát khẽ. Nguyệt đồng, chấn hồn. Một nguồn sức mạnh vô hình từ trong tròng mắt Lý Vân Tiêu nhộn nhạo, như từng làn sóng âm xung kích mà lên.
Hai mắt của Chu Xuyên nguyên bản đỏ bừng bị lực lượng tinh thần này chấn động, toàn bộ thân thể nhất thời đình trệ ở trên không trung, trong tròng mắt dần dần hiện ra vẻ mê man, lúc rõ ràng, lúc vẩn đục. Lý Vân Tiêu biết thần thức của mình không đủ để khống chế đối phương, nhưng chỉ cầu ngắn ngủi thất thần đã đủ. Hắn quát khẽ một tiếng, linh hồn ở trong giới thần bi, trong nháy mắt hóa thành một đạo lực lượng tinh thần cực cường, trở về đến trong bản thể Lý Vân Tiêu. Hai con mắt trăng lưỡi liềm tựa hồ được sức mạnh bổ sung, một luồng hồn lực càng mạnh hơn bay đi. Hí! Trong nháy mắt thân thể Chu Xuyên triệt để đình chỉ thè lưỡi, cùng linh xà kiếm đồng thời đình chỉ ở trên không trung bất động, trong mắt một mảnh hôi mông trống vắng. Chính là hiện tại, hai chân Lý Vân Tiêu uốn lượn, đột nhiên hướng mặt đất giẫm một cái, nhất thời trên đất nổ ra một cái hố, cả người hắn như đạn pháo bắn ra. Hổ nha kiếm cao cao giơ khỏi đỉnh đầu. Dựa vào lực lượng bắn ra, mạnh mẽ chém tới thân thể bảy tấc của Chu Xuyên. Hổ nha kiếm, thanh liên kiếm ca. Oanh! Một đóa thanh liên màu máu to lớn, ở chỗ đại xà bảy tấc tỏa ra, Chu Xuyên bị đau, hai con mắt mê man trong nháy mắt khôi phục thanh minh, tràn ngập vẻ nổi giận, ở trên không trung không ngừng co giật thân thể, gào thét liên tục. Đột nhiên một vật từ trong thân thể bảy tấc của Chu Xuyên nổ tung bay ra, ở trên không trung vẽ ra một đường vòng cung. Hướng về xa rơi đi. Con người của Lý Vân Tiêu co rụt lại, cả kinh nói. Ngũ hành đỉnh, nguyên lai người đem ngũ hành đỉnh giấu ở trong thân thể mình, chẳng trách ta cảm ứng như có như không, như ẩn như hiện. Dưới chân hắn khẽ lướt, nhanh như chớp giật hướng ngũ hành đỉnh phóng đi. Sau khi triển khai một chiêu đồng thuật cùng thanh liên kiếm ca, toàn bộ tinh thần cùng nguyên khí hao tổn cực kỳ lợi hại, đã đến trình độ cung dương hết đà. Mà sau khi chỗ bảy tấc của Chu Xuyên nổ tung, phỏng chừng thương thế cũng không nhẹ. Vèo! Đột nhiên bóng người của Chu Xuyên trong nháy mắt bùng nổ ra tốc độ mạnh mẽ, đuổi theo ngũ hành đỉnh xông lên, trực tiếp xuyên tới phía trước Lý Vân Tiêu, mở ra miệng lớn như chậu máu, đem đỉnh lớn kia nuốt vào trong bụng. Ngươi! Lý Vân Tiêu kinh hãi, trợn mắt ngoác mồm nhìn Chu Xuyên nuốt chừng ngũ hành đỉnh, ngật đứng ở đó phun lưỡi. Lần này phiền phức. Nhất định phải triệt để giết chết con rắn kia, mới có thể lấy ra ngũ hành đỉnh. Hắn nhìn xa xa một chút, Tiêu Khinh Vương chiến đấu tựa hồ còn chưa kết thúc, cũng không biết còn muốn bao lâu thời gian. Xèo! Đột nhiên Chu Xuyên ngửa thân thể ra sau, hướng phía trước nỗ lực hạ xuống, Lý Vân Tiêu cả kinh, đang muốn tránh né, đột nhiên thân thể của Chu Xuyên đình trệ ở giữa không trung, mở ra miệng lớn, ngũ hành đỉnh kia hóa thành một ánh hào quang, phảng phất như lưu tinh xẹt qua trời cao. Rơi thẳng xuống. Hê hê, nếu không có người từ trong cơ thể ta dung ra ngũ hành đỉnh, ta còn quên, vật này là một huyền binh cấp 5A. Tiếng cười quái dị đắc ý từ trong miệng Chu Xuyên truyền ra, hắn căm hận nói. Lần này xem ngươi làm sao chặn. Con! Lý Vân Tiêu kinh hãi, vội vàng giơ hổ nha kiếm lên đón đánh. Đại đỉnh đánh vào trên thân kiếm, đè lên thân thể của hắn không ngừng trượt trên mặt đất. Lực lượng ngũ hành to lớn từ trong thân đỉnh dâng trào ra, đem lưu ly thân của hắn ép đến cơ hồ muốn nứt ra. Phốc! Rốt cục không chống đỡ được, Lý Vân Tiêu phun ra một ngụm máu tươi, ở trên thân đỉnh. Chiếc đỉnh lớn kia đem hắn va chạm đến trực tiếp bay ra ngoài, lúc này mới hóa thành một chùm quang mang, lần nữa bay vào trong miệng Chu Xuyên. Trong mắt Chu Xuyên lộ ra ánh sáng khiếp sợ, kinh hãi nói. Một võ sư nho nhỏ. Bị ngũ hành đỉnh trấn áp dĩ nhiên không chết. Ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể chịu đựng được mấy lần trấn áp. Lý Vân Tiêu giãy giụa từ trên mặt đất đứng lên, hắn giơ tay phải lên, năm ngón tay buông lỏng. Hổ nha kiếm, cong, một tiếng rơi trên mặt đất, trực tiếp xen vào nửa thước. Tuy rằng khóe môi của hắn tràn đầy vết máu, nhưng trên người trơn bóng vẫn là lưu ly như ngọc, còn giống như không có nửa điểm vết thương, chỉ là màu sắc càng ngày càng ảm đạm. Ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Chu Xuyên, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Làm sao, muốn quăng kiếm đầu hàng? Chu Xuyên lạnh lùng theo dõi hắn, giọng căm hận nói. Hiện tại chỉ có thể dùng mạng ngươi đến bồi thường tổn thất. Lý Vân Tiêu ngồi khoanh chân trên mặt đất, không nói một lời, hai tay không ngừng biến hóa pháp quyết, từng đạo quyết ấn từ trong tay hắn bay ra, như từng con hồ điệp, ở trên không trung tạo thành từng cái văn tự. Ở trên trời cao hình thành một pháp ấn to lớn. Đây là cái gì? Chu Xuyên cả kinh, một loại cảm giác vô cùng xấu xông lên đầu, giận dữ hét. Đừng làm giấy ruộng sắp chết, ngũ hành đỉnh, đánh chết người này cho ta.
Hắn gào thét một tiếng, đang muốn phun ra ngũ hành đỉnh, đột nhiên hai mắt biến đổi, lộ ra sợ hãi cùng kinh hoàng, thật giống như có món đồ gì kẹt ở yết hầu, không phát ra được thanh âm. Tê, tê, hí. Hắn liều mạng phun lưỡi, dường như chịu đến nỗi thống khổ khôn nguôi, thân thể to lớn ở trên không trung không ngừng bốc lên. Một luồng sức mạnh kỳ dị từ trong thân thể của hắn lan ra, đột nhiên ở trên hư không hiện ra bóng mờ đại đỉnh, đem toàn bộ thân thể hắn chụp vào trong. Năm loại ánh sáng màu sắc khác nhau ở trên hư ảnh đại đỉnh lưu chuyển liên tục, thật giống như thực chất, muốn hiển hiện ra. Thân thể Chu Xuyên bị che kín trong bóng mờ đại đỉnh, trở nên hết sức bất an cùng sợ hãi, thân thể ở trên không trung liều mạng giãy giụa cùng lăn lộn, muốn xông ra chiếc đỉnh lớn này vây quanh, nhưng làm thế nào cũng không thể lao ra. Nhất thời sợ hãi không ngừng giống to. Phốc! Rốt cục đồ vật kẹt ở trong yết hầu kia tựa hồ theo một ngụm máu tươi phun ra ngoài, ngũ hành đỉnh chịu đến uy lực của pháp ấn trong không trung dẫn dắt, cấp tốc biến lớn, ở trên không trung cùng hư ảnh đại đỉnh hợp hai làm một, hoàn toàn đem Chu Xuyên chụp vào. Quanh thân đại đỉnh trong nháy mắt bay lượn ra hào quang màu tím, trong mắt Lý Vân Tiêu vui vẻ, nhanh chóng đánh ra các loại quyết ấn, từng cái bay vào trong chiếc đỉnh lớn. Một tử đỉnh cao tới trăm trượng phiêu phù ở trên hư không, chu vi lượng lớn nguyên khí điên cuồng tràn vào, thật giống như không ngừng nghỉ nuốt chửng các loại lực lượng. Mấy người Lạc Vân Thường khiếp sợ nhìn tình cảnh này, chiếc đỉnh lớn kia ở trên không trung không ngừng chấn động, tựa hồ Chu Xuyên bị nhốt ở bên trong liều mạng giãy giụa. Theo quyết ấn trong tay Lý Vân Tiêu không ngừng bay ra, chiếc đỉnh lớn kia chấn động cũng là càng ngày càng yếu. Trái tim Sử Duệ Đạt nhất thời chìm xuống, hắn làm sao cũng không hiểu. Ngũ hành đỉnh kia rõ ràng là ở trong tay Chu Xuyên, làm sao đột nhiên lại bị Lý Vân Tiêu dùng. Cảm nhận được khí tức của Chu Xuyên càng ngày càng yếu, hắn cảm thấy sống lưng lạnh run, mà xa xa Bàng Thành Văn tựa hồ cũng không chống đỡ được, sinh cơ cấp tốc suy nhược, hắn sợ hãi giống to vài tiếng, rốt cục nổi khùng, điên cuồng đem nguyên khí quanh thân vận chuyển tới cực hạn, hướng phương hướng của Trần Đại Sinh oanh kích đi. Oanh! Trần Đại Sinh chịu đến một luồng sức mạnh khổng lồ phản phệ. Rốt cục không chống đỡ nổi, phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh bay ra ngoài. Tứ tượng trận bị phá, trong mắt Sử Duệ Đạt bắn ra sát khí, ý giận ngút trời từ quanh thân tản mát ra, đột nhiên giữa bầu trời hiện ra một lưỡi búa khổng lồ, mạnh mẽ hướng hắn chặt bỏ. Hừ, ánh sáng hạt gạo, cút cho ta. Hắn lạnh lùng quát một tiếng, tay hướng hư không đánh ra một quyền, chuôi búa lớn kia trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Lạc Vân Thường cũng phun ra một ngụm máu tươi. Bay ra hơn mấy chục mét. Tiểu tử, chết đi cho ta. Sử Duệ Đạt một quyền đánh bay Lạc Vân Thường, vội vàng phi thân phóng tới Lý Vân Tiêu, nguyên khí phun ra, như núi lớn ép xuống. Nhất thời Vũ Vương Oai Phô Thiên Cái Địa, hướng về Lý Vân Tiêu ép xuống. Tứ phương thiên địa cũng theo đó phong vân biến sắc. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đại biến, một kích của Vũ Vương, tuyệt không phải là hắn có thể ngăn cản. Đột nhiên năm ngón tay nắm vào trong hư không một cái, ngũ hành đại đỉnh kịch liệt thu nhỏ lại, cấp tốc bay trở về trước mặt hắn, điên cuồng đánh ra ngoài hơn 10 đạo quyết ấn, bay vào trên đỉnh, nhất thời đại đỉnh tuôn ra từng đạo ngũ hành khí, phảng phất như vòng sáng tản ra. Oanh! Sử Duệ Đạt một đòn đánh vào trên ngũ hành đỉnh, trên thân đỉnh phát sinh tiếng rên rỉ. Phía trên đại đỉnh có một đạo khí thể màu xanh phóng lên trời, Chu Xuyên nhanh chóng trốn ra. Cả người máu me đầm đìa, tràn đầy sợ hãi. Lý Vân Tiêu cũng bị trên đỉnh truyền lại lực lượng chấn đến cả người bay ngược ra, nhưng hai chân hắn vẫn sừng sững không ngã, lưu ly thân trên người trong nháy mắt ảm đạm đi, trên da thịt bắt đầu nứt ra từng vết máu. Thân nhược lưu ly, tầng cảnh giới thứ nhất của bá thiên luyện thể quyết, ở dưới lực lượng của Vũ Vương trùng kích, đột nhiên tan rã. Sử Duệ Đạt cả kinh, một đòn toàn lực của mình. Tuy rằng phần lớn sức mạnh đều bị ngũ hành đỉnh hóa giải, nhưng lực lượng xung kích còn lại, cũng không phải một võ sư có thể chống đỡ. Hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, vội vàng đưa tay hướng về đại đỉnh chộp tới. Nếu vật này mất rồi, coi như chạy trốn trở lại cũng là một con đường chết. Ai biết tay của hắn mới vừa chạm vào đại đỉnh, nhất thời bị chấn động trở về, thân đỉnh bị ngoại lực va chạm, bắt đầu trở nên cáu kỉnh lên, thân đỉnh kịch liệt biến lớn. Muốn chạy trốn, trở về cho ta. Ngay ở thời điểm Chu Xuyên chạy trốn đào mệnh, không trung truyền đến một âm thanh lành lạnh. Thân thể Tiêu Khinh Vương hiện lên ở trên không trung, một chưởng đập xuống. Nhất thời phiên vân phúc vũ, thật giống như toàn bộ bầu trời đều hội tụ ở dưới một chưởng này, ầm ầm hạ xuống.
Chu Xuyên kinh hãi đến biến sắc, bị lực lượng to lớn kia trấn áp xuống. Thân thể cấp tốc hướng về đại đỉnh rơi xuống, hắn lộ ra hết sức sợ hãi cùng kinh hoàng, trên không trung gào thét liên tục, nhưng không thể ra sức. Mà phía dưới, ngũ hành đỉnh ở dưới sử duệ đạt mạnh mẽ thu lấy, trở nên cực kỳ khổng lồ, vừa vặn đem toàn bộ thân thể Chu Xuyên thôn phệ vào, lần thứ hai khốn ở trong đó. Sử duệ đạt vừa nhìn thấy Tiêu Khinh Vương, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, cũng không kịp cứu Chu Xuyên, vội vàng phi thân bỏ chạy. Tiêu Khinh Vương thấy Chu Xuyên rơi vào trong đỉnh, trong thời gian ngắn là không ra được, dưới chân dẫm nhẹ, hướng về sử duệ đạt truy kích mà đi. Trong tay càng là tung một vật, như binh khí mang theo sức mạnh khổng lồ cuồn cuộn bay đi. Ầm, vật kia ở trước người sử duệ đạt nổ bung, dĩ nhiên là đầu lâu của Bàng Thành Văn, trực tiếp nổ tung thành một bãi bùn nhão. Trong lòng sử duệ đạt cả kinh, sợ đến biến sắc, liền nhìn thấy Tiêu Khinh Vương đã ở trước người, lạnh lùng đi tới. Lại nói sau khi Chu Xuyên rơi vào trong ngũ hành đỉnh, Lý Vân Tiêu kiên chỉ kéo thân thể đi tới, liên tục nuốt vào mấy viên đan dược, nhanh chóng đem pháp quyết đánh vào trong tử đỉnh. Ngũ hành đỉnh này vốn là hắn luyện chế ra, sử dụng càng là thuận buồm xuôi gió, tử đỉnh điên cuồng hấp thu nguyên khí bốn phía, chuyển hóa thành đạo đạo lực lượng ngũ hành truyền vào thân đỉnh, Chu Xuyên ở trong đó điên cuồng giãy giụa, nhưng không làm nên chuyện gì, hơn nữa sức mạnh càng ngày càng yếu. Giờ khắc này Lạc Vân Thường cùng Trần Đại Sinh cũng đi tới, dồn dập ngồi ở sau lưng Lý Vân Tiêu hộ pháp, đồng thời không ngừng điều tức thương thế trên người. Hiện nay hầu như đại cục đã định, hai người cũng yên tâm lại. Chỉ là để cho hai người hết sức ngạc nhiên chính là, ngũ hành đỉnh này là tồn tại cấp 5, coi như là vũ quân cường giả, cũng khó có thể luyện hóa, Lý Vân Tiêu dĩ nhiên trực tiếp ở trong chiến đấu cướp tới dùng, để cho hai người rất là không rõ. Bên kia Tiêu Khinh Vương cùng sử duệ đạt chiến đấu cũng tiến vào trạng thái cực kỳ nguy hiểm, tuy rằng Tiêu Khinh Vương vượt qua một cấp, nhưng mới từ trong một hồi khổ chiến đi ra, cũng rất uể oải, hai người đúng là đánh hòa nhau, đều khổ sở chống đỡ. Lạc Vân Thường cùng Trần Đại Sinh xem mà gấp, nhưng loại chiến đấu này không phải bọn họ có thể mó tay vào. Chỉ có thể ở rất xa căng thẳng nhìn. Thiên địa tạo hóa, ngũ hành hợp nhất, luyện. Đột nhiên trong đôi mắt Lý Vân Tiêu bắn mạnh ra tinh mang. Trong miệng lẩm bẩm, trong hai tay ngưng tụ ra một quyết ấn ngũ sắc, mạnh mẽ đánh vào trên tử đỉnh. Thân đỉnh chịu đến lực lượng của pháp ấn, nhất thời tử quang đại thịnh, ở trên không trung không ngừng xoay tròn, hiển nhiên là muốn đem Chu Xuyên triệt để luyện chết. Lạc Vân Thường cùng Trần Đại Sinh cũng hoảng sợ, dùng đại đỉnh luyện hóa người sống như vậy, nếu thân ở trong đó, sợ là sống không bằng chết a. Sau thời gian uống cạn chén trà, tử đỉnh rốt cục chậm rãi ngừng lại, tử quang tiêu tan. Rơi xuống đất, lớn chừng mấy người ôm, chấn động ra lượng lớn bụi bặm. Lý Vân Tiêu cũng thu quyết đứng dậy, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Vân Thiếu, thành công. Trần Đại Sinh cẩn thận hỏi, nhìn tử đỉnh này cảm giác trong lòng một trận khiếp đảm. Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười nói. Xong rồi. Hắn nhìn ngũ hành đỉnh, trong mắt lóe ra một tia hoài niệm, đi lên phía trước nhẹ nhàng vỗ một cái, nhất thời nắp đỉnh xoay chậm chậm. Lộ ra không gian trong đỉnh, bày ra ở trước mắt mấy người. Lạc Vân Thường liếc mắt nhìn vào trong, nhất thời giật mình há hốc mồm nói. Chuyện này, Chu Xuyên đâu? Trong đỉnh nơi nào có bóng người hoặc là xà ảnh, chỉ có một viên đan dược sáng loáng màu xanh ở trong đó không ngừng lăn động, linh khí bức người. Lý Vân Tiêu chỉ vào viên đan dược này cười nói. Chính là nó. Chi? Trần Đại Sinh hút vào ngụm khí lạnh, thất thanh nói. Ngươi đem người luyện thành đan dược. Lý Vân Tiêu cười giải thích. Không phải ta đem người luyện thành đan dược, mà là đem yêu thú luyện chế thành đan. Chu Xuyên dùng hóa yêu đan, toàn thân đầy dẫy tinh huyết hồn phách của xã yêu, cùng yêu thú không khác. Hơn nữa hắn tu luyện cũng là công pháp yêu tộc, trên bản chất mà nói đã không phải là nhân tộc. Có thể luyện chế thành đan dược cũng không phải sự tình kỳ quái gì. Ục. Hai người đồng thời nuốt ngụm nước miếng. Tuy rằng nghe rất có đạo lý, thế nhưng bất luận làm sao cũng không chịu nhận hiện thực này. Lý Vân Tiêu cười nói, xà đan này ta đã diệt trừ hết thảy tạp chất, chỉ còn năng lượng thuần túy. Chờ Khinh Vương giết sử duệ đạt, vừa vặn cho hắn dùng, nếu số may, đột phá bình phong bát tinh cũng rất có khả năng. Hai người đều hơi thay đổi sắc mặt, Trần Đại Sinh càng là che miệng lại, một mặt muốn ói, run giọng nói. Ngươi, ngươi! Ngươi muốn đem đan dược này cho Khinh Vương dùng.
Ngươi không sợ sau khi hắn biết sẽ giết ngươi. Ha ha. Trong mắt Lý Vân Tiêu lóe ra một chút ánh sáng, khẽ cười nói. Hai người các ngươi không nói, làm sao hắn biết? Oanh! Lúc này xa xa truyền đến tiếng rung động dữ dội, rốt cục phân ra thắng bại. Cả người Tiêu Khinh Vương vết thương đầy dẫy đi tới, một mặt uể oải cười nói. May mắn không có nhục mệnh. Lý Vân Tiêu cười nói. Khinh Vương cực khổ rồi, ta chỗ này vừa vặn có một viên đan dược, có thể trợ giúp ngươi khôi phục thể lực, đồng thời đột phá bình phong bát tinh. Cái gì? Tiêu Khinh Vương giật nảy cả mình, có thể khôi phục thể lực không nói, hắn vây ở bát tinh đỉnh cao đã 5 năm thời gian, đặc biệt sau khi bị thương nặng, nguyên bản cảm thấy cả đời mình sẽ đình chỉ ở tình trạng này, nhất thời kích động đến thất thanh nói. Thật chứ? Lý Vân Tiêu đem đan dược màu xanh đưa tới nói. Thử một lần liền biết. Tiêu Khinh Vương kích động lấy lại đan dược, liếc mắt nhìn liền vội vàng ném vào trong miệng, đột nhiên hắn nhìn thấy vẻ mặt Trần Đại Sinh cùng Lạc Vân Thường dại ra, cau mày nói. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Lẽ nào trông mà thèm? Quay đầu lại tìm Vân Thiếu luyện chế cho các ngươi một viên liền được. A, không, 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 không. Trần Đại Sinh vội vàng lắc đầu xua tay, cả người mồ hôi lạnh tràn trề nói. Tuyệt đối đừng, tuyệt đối đừng. Sắc mặt của Lạc Vân Thường cũng trắng bệch, không có một chút màu máu nào, càng là có loại cảm giác muốn nôn mửa, làm cho nàng cuống quýt xoay người. Tiêu Khinh Vương ngạc nhiên nói. Hai người này làm sao vậy? Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Không có chuyện gì, bọn họ bị thương nhẹ, thân thể không thoải mái. Khinh Vương ngươi mau mau điều tức đi, đan lực này chẳng mấy chốc sẽ lan ra. Tiêu Khinh Vương gật gật đầu. Lập tức cảm nhận được trong cơ thể có một nguồn sức mạnh đang dần dần tản ra, liền vội vàng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận chuyển công pháp. Lý Vân Tiêu nhìn bốn phía bừa bộn một chút, ngưng tiếng nói. Chúng ta đem chiến trường quét dọn một chút, bằng không người Chu gia đến chẳng mấy chốc sẽ tra ra là chúng ta làm. Trong mắt Trần Đại Sinh sinh ra vẻ sầu lo nồng đậm, lo lắng không thôi nói. Ngươi thực sự là gan to bằng trời, đến hiện tại ta còn không thể tin được. Chúng ta dĩ nhiên thật sự đem ba người Chu gia giết. Lần này cùng Trình gia giống như đúc, triệt để không chết không thôi. Một lần đắc tội hai đại thế gia, toàn bộ Hỏa Ô đế quốc, sợ cũng chỉ có chúng ta, không còn chi nhánh. Ha ha! Lý Vân Tiêu cười to lên, nơi nào có nửa điểm lo lắng, hắn cười lạnh nói. Trần Thế Thúc, ngươi nói sai, là bọn họ đắc tội chúng ta, không phải chúng ta đắc tội bọn họ. Chuyện này... này có khác nhau sao? Trần Đại Sinh cười khổ lắc đầu, biết đầu óc của Lý Vân Tiêu không thể lấy người bình thường đến luận, cúi đầu quét tước chiến trường. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười, thấp giọng cười lạnh nói. Đương nhiên là có khác nhau, chúng ta đắc tội người khác còn có thể có đường sống. Người khác đắc tội chúng ta, đó là một con đường chết. Chỉ có Lạc Vân Thường ở bên cạnh nghe thấy, nàng hơi sững sờ, trên mặt cũng lộ ra vẻ lo lắng. Thở dài một hồi liền đi quét tước chiến trường. Đã lên chiếc thuyền này, cũng chỉ có thể một đường đi đến cùng. Hơn nữa chỉ cần có vị đại nhân kia, coi như là núi đao biển lửa, nàng cũng sẽ không cau mày. Ha ha! Ngay thời điểm ba người đem chiến trường thanh lý một lần, hầu như không nhìn ra dấu vết tranh đấu. Bỗng nhiên Tiêu Khinh Vương cười lớn một tiếng, từ trên mặt đất nhảy lên, ngửa mặt lên trời thét dài không ngớt. Lạc Vân Thường đầu tiên là cả kinh. Nghe được tiếng cười này, nhất thời mừng lớn nói. Khinh Vương đột phá. Tiêu Khinh Vương không ngừng thét dài, dừng lại lắc mình một cái, liền rơi vào trước mặt ba người Lý Vân Tiêu, trên mặt hồng quang lấp lóe, hưng phấn nói. Ta không chỉ đột phá đến cửu tinh Vũ Vương, hơn nữa thương thế tích lũy nhiều năm đã toàn bộ được rồi. Lạc Vân Thường cùng Trần Đại Sinh cũng rất hâm mộ, đặc biệt là Trần Đại Sinh đồng dạng chịu đủ nỗi khổ của cực âm hàn khí, ước ao ghen tị nói. Chúc mừng Khinh Vương. Tiêu Khinh Vương cười ha ha. Người ước ao cái gì, chỉ cần đi theo bên người Vân Thiếu. Chỗ tốt là cuồn cuộn mà tới. Vẻ mặt hắn đột nhiên hơi động, kinh ngạc nói. Đúng rồi, Chu Xuyên đâu? Rơi vào trong ngũ hành đỉnh triệt để chết rồi chứ. Sắc mặt của Lạc Vân Thường cùng Trần Đại Sinh khẽ biến, trắng xám nhìn cái bụng của Tiêu Khinh Vương, trong mắt lóe ra một tia muốn nôn mửa. Hai người các ngươi đến cùng làm sao? Ta luôn cảm giác không đúng. Ánh mắt của Tiêu Khinh Vương ngưng lại, trầm giọng nói. Vân Thường,
Ngươi nói, sao dùng ánh mắt như thế nhìn chằm chằm ta, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lạc Vân Thường môi khẽ nhếch, ấp úng nói. Này, này, cái này. Nàng vội vàng dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cũng là cái trán bốc lên mồ hôi lạnh, cười ha ha nói. Cũng không có gì, xem các người bộ dáng này. Chúng ta là người theo đuổi võ đạo, thiên địa vạn vật đều là linh dược. Chu Xuyên này đã chết không thể chết lại, bị ngũ hành đỉnh của ta trực tiếp luyện hóa thành đan. Há, chết là tốt rồi. Tiêu Khinh Vương nhẹ giọng nói, đột nhiên biến sắc, con ngươi căng lại, sắc mặt trở nên hết sức trắng xám, nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu run giọng nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi đem Chu Xuyên luyện chế thành đan. Này, này, này đan dược kia đâu? Đan đi đâu rồi? Hắn hơi quay đầu, phát hiện Lạc Vân Thường cùng Trần Đại Sinh đang quái dị nhìn bụng của mình, nhất thời một luồng cảm giác mát mẻ từ sống lưng dâng lên, trong dạ dày quay cuồng một hồi, sắc mặt tái xanh nói. Vân Thiếu, ngươi, vừa nãy ngươi cho ta dùng đan dược. Lý Vân Tiêu cảm giác được trên người hắn dâng lên sát ý, mồ hôi lạnh tràn trề, thân thể không khỏi lùi về sau, lúng túng cười nói. Này, cái này, thiên địa vạn vật hẳn là linh dược. Hống, ngươi dĩ nhiên để ta ăn đồ vật ác tâm như vậy. Tiêu Khinh Vương đột nhiên bạo phát ra, rất nhanh truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Lý Vân Tiêu, còn có tiếng nôn mửa kịch liệt. Bốn người trở lại Viêm Vũ Thành, tỷ đệ Mộng Vũ vội vàng nghênh đón, chỉ thấy Lạc Vân Thường cùng Trần Đại Sinh một mặt bình thường, sắc mặt của Tiêu Khinh Vương thì trắng bệch, mà Lý Vân Tiêu thì sưng mặt sưng mũi, con mắt sưng vù vù. Vân Thiếu, ngươi làm sao vậy? Không có sao chứ, ai tàn nhẫn đem ngươi đánh thành như vậy? Mộng Vũ một trận đau lòng, vội vàng lấy thuốc cho hắn. Tiêu Khinh Vương xanh mặt, tầng tầng hừ một tiếng. Lý Vân Tiêu vội nói. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, chính ta không cẩn thận té ngã mà thôi. Ngoài cửa đột nhiên bóng người của Lý Trường Phong vọt vào, hắn lẻn đến trước người Lý Vân Tiêu, vội vàng nói. Nhi tử, ngươi không sao chứ? Ta nghe nói ngươi đi giết hai tên Vũ Vương, sợ đến ta kinh hồn bạt vía. Tiểu tử ngươi quá lớn mật, chuyện lớn như thế cũng không chờ chúng ta trở về. Lý Thuần Dương cũng từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt giận dữ. Hai người đồng thời từ Thiên Thủy Quốc trở về, liền nghe Mộng Vũ nói Lý Vân Tiêu đi giết Vũ Vương, nhất thời kinh đến chảy ra mồ hôi lạnh, vội vàng chạy ra ngoài thành, kết quả nhưng không có một bóng người, lúc này mới trở lại. Huyền Lôi Kinh Vân Hống chạy đến bên người Lý Vân Tiêu, thân mật ở trên người hắn làm nũng. Lý Thuần Dương vừa nhìn dáng dấp của Lý Vân Tiêu, nhất thời cau mày nói. Mặt của ngươi, không có chuyện gì, không có chuyện gì, chính ta không cẩn thận ngã. Lý Vân Tiêu vội vàng giải thích, tựa hồ không muốn ở vấn đề này xoắn suýt quá nhiều, vội vàng nói. Lão gia tử, phụ thân, nhiệm vụ làm sao? Lý Trường Phong vừa nghe, nhất thời hăng hái, cười to nói. Ha ha, hoàn thành viên mãn, tổng cộng 10 vị thành chủ, thêm vào cả triều hơn 600 vị quan chức, toàn bộ phun ra ngoài cho ta. Ban đầu có mười mấy nhà hết sức chống lại, bị ta lấy sạch, mặt sau đều thành thật lên. Hắn lấy ra một cái túi đựng đồ đặt lên bàn. Kha kha, nghe lời ngươi, chủ yếu thu nguyên thạch. Tổng cộng 200 triệu kim tệ, còn có 6 triệu khối trung phẩm nguyên thạch. Chi? Tất cả mọi người giật nảy cả mình, này tương đương với 60.000 khối thượng phẩm nguyên thạch a. Trên trán Lý Vân Tiêu bốc lên mồ hôi lạnh. Cha, ngươi sẽ không lấy sạch quốc khố của Thiên Thủy Quốc chứ? Tần Nguyệt không sai người chém chết ngươi. Kha kha, nào có. Bệ hạ là người hiểu chuyện, còn giúp ta thu nợ đây này. Lý Trường Phong một mặt dương dương tự đắc nói. Lúc này Lý Vân Tiêu mới khẽ mỉm cười. Có bút tiền lớn này, sự tình liền dễ làm hơn nhiều. Lão gia tử, bên ngươi ra sao? Lý Thuần Dương cười nói. Ta là trước tiên chạy về, ngày mai Trương Thanh Phàm Đại Sư cùng Hứa Hàn Đại Sư liền có thể chạy tới. Được. Lý Vân Tiêu đại hỉ, đột nhiên vỗ bàn một cái. Hết thảy đều ở trong dự tính, thực lực của chúng ta quá yếu, ngắn hạn lại gây thù hằn rất nhiều. Không thể cấp tốc trở nên mạnh mẽ, sợ là Viêm Vũ Thành sẽ tan thành mây khói. Mọi người đều là một mặt hắc tuyến, gây thù hằn quá nhiều còn không phải ngươi đắc tội người lung tung, hơn nữa tất cả đều là một ít tồn tại căn bản không đắc tội được. Lý Thuần Dương nhìn Lý Vân Tiêu bầm tím mặt, luôn cảm thấy nội tâm là lạ,
cẩn thận đi tới một bên, đẩy Tiêu Khinh Vương một cái nhẹ giọng nói. Khinh Vương, cháu trai của ta đến cùng xảy ra chuyện gì? Trong mắt Tiêu Khinh Vương lóe ra một tia hơi lạnh, nổi giận nói. Hừ, ngươi dạy dỗ ra tôn tử tốt. Lý Thuần Dương bị ăn cái bế môn canh, nhất thời có chút không tìm được manh mối, nhưng nhìn thấy Trần Đại Sinh ở một bên cười trộm, vội vàng đi tới một phát bắt được Trần Đại Sinh hỏi. Trần Đại Sinh nhìn ánh mắt bốc lửa của Tiêu Khinh Vương, cố ý nén cười, đem sự tình giản lược nói một lần. A, Lý Thuần Dương vừa nghe, cũng cảm thấy trước ngực một trận buồn nôn, mạnh mẽ nhịn cười nói. Nguyên lai Khinh Vương đột phá đến cửu tinh vũ vương, chúc mừng a. Hừ, Tiêu Khinh Vương hừ một tiếng, liền tức giận xoay người rời đi. Lý Thuần Dương nhìn Tiêu Khinh Vương đi rồi, lúc này mới liều mạng nôn mửa, lớn tiếng nói. Tiểu tử ngươi thật là tàn nhẫn a, đem người luyện thành đan cho hắn nuốt, nếu ta là Khinh Vương, khẳng định lột da của ngươi. Lý Vân Tiêu cười nói. Ngày hôm nay rất mệt mỏi, ta muốn bế quan tu luyện một hồi. Mộng Vũ, ngươi lập tức đem những nguyên thạch này đưa cho Cổ Vinh. Hỏi thăm hắn còn có khó khăn gì, phải gia công thêm giờ mau chóng hoàn thành ba trận pháp kia. Sau khi hắn phân phó xong, liền về trong phòng của mình bế quan. Trải qua một ngày chiến đấu hao tổn rất lớn, hơn nữa hổ nha kiếm lần thứ nhất ra trận, liền chịu đến tổn thương cực lớn, cái này cũng là vì hắn không chỉ huy tùy tiện chém lung tung. Có điều cũng không đáng kể, hắn là thuật luyện sư, bất cứ lúc nào cũng có thể chữa trị. Cái này cũng là nguyên nhân võ giả đều dị thường yêu quý huyền binh của mình, nếu tổn thương liền phải cung cấp lượng lớn nguyên liệu, cầu thuật luyện sư chữa trị. Hắn từ trong giới chỉ lấy ra ngũ hành đỉnh, hóa thành hình thái cao nửa mét đặt ở trước người. Dùng tay nhẹ nhàng ở trên thân đỉnh vuốt ve, trong mắt tràn đầy hồi ức, khẽ thở dài. Kiếp trước không coi ngươi là cái gì, luyện chế xong liền đưa người. Không nghĩ tới đời này là cái thứ nhất trở lại trong tay ta. Sớm biết như vậy, liền khắc họa nhiều mấy trận pháp lợi hại, đáng tiếc. Hắn cảm thán một trận, nhất thời đánh ra mấy đạo pháp quyết, khắc ở trên thân đỉnh. Từng đạo lực lượng ngũ hành tản mát ra, chiếu rọi ở quanh người hắn, rất nhanh cả người đều ngâm vào trong ngũ hành, chậm rãi ôn dưỡng. Ngũ hành đỉnh này xác thực là một pháp bảo khá toàn năng mà năm đó hắn luyện chế, nếu như có thể hoàn toàn triển khai ra, sức chiến đấu bù đắp được một vị vũ vương đỉnh cao. Tuy rằng Lý Vân Tiêu sử dụng thuận buồm xuôi gió, nhưng vẫn như cũ bị giới hạn ở tu vi, không cách nào sử dụng toàn bộ uy lực. Thân thể của hắn ở dưới ánh sáng ngũ hành bao vây, bắt đầu chậm rãi khôi phục lại. Ngày thứ hai, liền tinh thần khí sảng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ở ngoài phủ thành chủ đã sớm người ta tấp nập, tất cả đều là võ giả, tới để van cầu nương nhờ. Cũng có không ít người xem trò vui, muốn nhìn một chút Viêm Vũ thành thành chủ này đến cùng làm chuyện gì. Ầm ĩ cái gì, tất cả im miệng cho ta. Tiếng gầm giận dữ từ trong phủ thành chủ truyền ra. Lý Trường Phong kéo Huyền Lôi Kinh Vân Hống một mặt không tình nguyện đi ra, thần thức đảo qua, uy thế vũ quân mơ hồ truyền ra, đem âm thanh ầm ầm ở bên ngoài ép xuống. Nói hôm nay tới chiêu thu, làm sao sáng sớm một bóng người cũng không thấy, ở ngoài phủ thành chủ một chút chuẩn bị cũng không có, có phải là gạt chúng ta hay không? Một tên đại vũ sư không nhịn được mở miệng kêu lên, nơi này nhiều người như vậy, hắn cũng không sợ làm chim đầu đàn bị người gõ. Lý Trường Phong trừng mắt quát. Ngươi nói cái gì, Viêm Vũ Thành chúng ta lúc nào gạt người? Nói ngày hôm nay chính là ngày hôm nay, chỉ có điều hiện tại còn sớm, con trai của ta còn đang ngủ, chờ hắn tỉnh ngủ tự nhiên tới bắt chuyện với các ngươi. Một mảnh té xỉu, nguyên lai thành chủ là con trai của người này. Hơn nữa hiện tại mặt trời đã lên cao, lại còn không rời giường. Thành chủ đại nhân có đem chúng ta để ở trong lòng hay không a? Nguyên tưởng rằng là chiêu hiền nạp sĩ, dĩ nhiên ngủ đến hiện tại cũng không thấy bóng người, không khỏi để chúng ta đau lòng a. Có người khác gọi lên. Lý Trường Phong trợn mắt quát. Cái gì đau lòng, mỗi người đều có thời gian làm việc của mình, con trai của ta trời sinh rời giường muộn, điều này cũng không được. Chúng ta chiêu hiền nạp sĩ, giảng chính là thực lực, nếu muốn gia nhập Viêm Vũ Thành, liền tuân thủ quy củ của Viêm Vũ Thành, tất cả lấy phục tùng mệnh lệnh làm trung tâm. Không phải theo ý nghĩ của mình tới làm. Hắn vốn là đại tướng trong quân, nói chuyện tự nhiên có một luồng khí thế tướng quân tản mát ra, thêm vào thực lực vũ quân, tự nhiên để rất nhiều người ngậm miệng lại. Đúng a, mình là đến tuyển dụng,
đương nhiên phải theo quy củ của người ta. Người ta ra giá cao đương nhiên là muốn ngươi nghe lời làm việc, chẳng lẽ ra tiền xin ngươi làm lãnh đạo, để ngươi làm mưa làm gió. Nghĩ như vậy, nội tâm chúng nhân cũng yên tĩnh lại. Lý Vân Tiêu ở trong phủ nghe mà âm thầm buồn cười, lúc này hắn mới từ trong phủ đi ra, nhất thời bị đám người tối om trước mắt làm sợ hết hồn, người ta tấp nập, toàn bộ phủ thành chủ bị vây quanh không biết bao nhiêu vòng, ngay cả trên mấy con phố cũng kéo hàng dài, tất cả đều là người chen người. Ngô Tử Thực đã sớm cả kinh đến trợn mắt ngoác mồm, hắn không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy. Ở Viêm Vũ Thành một đời, xưa nay cũng không thấy náo nhiệt qua như vậy. Cảm nhận được trên thân những người này tản mát ra lệ khí, càng là sợ đến trốn ở sau cửa, không dám đi ra ngoài. Lý Vân Tiêu sai người chuyển ra mấy cái bàn, ở trước cửa tạo thành một khu vực trống, do tỷ đệ Mộng Vũ phụ trách báo danh cùng tiếp đón. Chính hắn chuyển một cái ghế thái sư ngồi ở trước cửa, lạnh lùng nói. Phàm là muốn tuyển dụng toàn bộ xếp thành hàng cho ta, nếu có người làm loạn, chen ngang hoặc trái với quy tắc, đều thủ tiêu tư cách. Thanh âm của Lý Vân Tiêu không lớn, nhưng rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn thiếu niên tuổi không lớn kia, dĩ nhiên cũng có tu vi ngũ tinh võ sư, hơn nữa cho người ta một loại cảm giác nhìn không thấu, có vẻ thần bí khó lường. Tiểu tử này là người nào? Chẳng lẽ chính là thành chủ? Không thể nào, còn trẻ như vậy. Ta xem vô cùng có khả năng. Vừa nãy vị vũ quân đại nhân kia không phải nói thành chủ là con trai của hắn sao, tuổi vừa vặn. Chuyện này, tiểu hài tử như vậy, quả thực chính là hồ đồ a. Thiết, ngươi quản tuổi của thành chủ làm gì, có tiền nắm là được rồi. Cũng phải a, mọi người dồn dập nghị luận một lúc, cũng yên tĩnh lại. Dù sao chủ yếu vẫn là hướng về phía thù lao cực kỳ phong phú kia đến. Một tên đại vũ sư trong đó nóng lòng muốn thử, đi lên trước nói. Ta đến tuyển dụng. Lý Vân Tiêu đánh giá một chút, nhẹ giọng cười nói. Tam tinh đại vũ sư đỉnh cao. Không tệ, qua bên kia đăng ký một hồi là có thể. Người đại vũ sư này lấy làm kinh hãi, hắn không hiểu Lý Vân Tiêu là làm sao thấy được tu vi của mình. Hắn đầy bụng ngờ vực đi tới bên Mộng Vũ, trực tiếp điền tên của mình, Lưu Khắc, liền lĩnh đến một cái túi đựng đồ. Ở dưới ánh mắt của mọi người mở ra xem, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Vội vàng thu vào trong giới chỉ, trên mặt có vẻ cực kỳ không bình tĩnh. Mộng Vũ phất phất tay, ra hiệu hắn tránh ra, dùng tiếng nói thanh thuần kêu lên. Vị kế tiếp, Lưu Khắc sững sờ, tùy tiện nói. Vậy ta hiện tại nên làm gì? Mộng Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngươi thích làm cái gì thì làm cái đó đi, ghi danh liền được. Thế nhưng trong vòng một tháng, không có mệnh lệnh của Vân Thiếu là không được rời Viêm Vũ Thành. Bằng không giết chết không cần luận tội. Ngươi tạm thời ở trong thành tùy tiện tìm một chỗ ở lại, đến thời điểm Vân Thiếu sẽ chuyên môn mở ra một sân luyện công cho các ngươi tu luyện. Trên mặt Lưu Khắc lướt qua một tia giật mình, âm thầm nói. Lẽ nào không sợ ta cầm đồ vật liền chạy? Người sau lưng cũng dồn dập nghị luận không ngớt, tuyển mộ nhân tài như vậy, không khỏi cũng quá dễ lừa đi. Nhiều người như vậy, sau khi cầm rời đi ai biết? Lý Vân Tiêu đem tiếng nói chuyện của mọi người đều nghe vào trong tai, không tỏ ý kiến nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn nhờ Lý Trường Phong ở nơi này giữ gìn trật tự, mình thì trở lại trong phòng tiếp tục tu luyện. Đối với những người muốn lừa gạt tiền kia, hắn căn bản là chưa từng để ở trong lòng. Viêm Vũ Thành tuy lớn, nhưng hoàn toàn ở dưới thần thức của hắn bao trùm, nếu có người nắm đồ vật trốn, hắn không ngại giết một người răn trăm người. Ngày thứ nhất liền chiêu hơn 300 người. Trong đó còn có hai tên vũ quân cường giả. Đêm đó Mộng Vũ liền truyền đến tin tức, đan dược cùng trang bị đã tiêu hao sạch sẽ, không cách nào chống đỡ ngày mai tuyển mộ. Lý Vân Tiêu trầm tư một lát, lập tức viết hai phong thư để tỷ đệ Mộng Vũ suốt đêm đưa đến Vạn Bảo Lâu cùng Thiên Nguyên Thương Hội, dự định giá cao khẩn cấp thu mua lượng lớn huyền binh cùng đan dược cấp 2. Ninh Linh Nhi nhìn thấy thư tín, khẽ mỉm cười, lập tức để Vu Dung khẩn cấp điều phối chữ hàng. Lấy tốc độ nhanh nhất vận chuyển đến Viêm Vũ Thành. Vu Dung có chút lo lắng nói. Tiểu thư, ta thật sợ những tiền vốn này thu không trở lại. Ninh Linh Nhi nhẹ nhàng nở nụ cười, một loại khí chất hờ hững hiện lên ở trên mặt. 100 đồ vật cấp 4 cũng cho, còn quan tâm những thứ này sao? Huống hồ hắn là giá cao thu mua, chúng ta vẫn chưa chịu thiệt. Nếu vào lúc này không giúp hắn, chờ hắn bị người tiêu diệt,
đó mới đúng là mất hết vốn liếng. Hơn nữa bây giờ ta đối với hắn kỳ vọng vô cùng lớn. Vu Dung khẽ cau mày, cảnh giác nhìn bốn phía một hồi, nhẹ giọng nói. Tiểu thư chỉ chính là việc Chu gia. Trong con người của Đinh Linh Nhi lướt qua một tia kỳ lạ, nhẹ nhàng gật đầu nói. Chu gia có chuyện, tuy rằng còn chưa truyền lại Hỏa Ô Quốc, nhưng những thế lực còn ở Viêm Vũ Thành đều đã chiếm được tin tức. Chỉ là không biết người phương nào gây nên, tuy rằng ta cũng không rõ ràng, nhưng trực giác nói cho ta, chuyện này cùng Lý Vân Tiêu không thể tách rời quan hệ. Vu Dung cả kinh, lập tức không thể tin nói. Hừ, tiểu tử kia thực lực ra sao chúng ta cũng biết một, hai. Tiểu thư không khỏi quá đề cao hắn đi. Đinh Linh Nhi mỉm cười, chỉ là phân phó nói. Lệnh người đem hàng hóa mà Vạn Bảo Thương Hội điều phối lần này toàn bộ đưa đến phủ thành chủ, đồng thời lại từ Hỏa Ô Đế Quốc đem hết thảy huyền binh cùng đan dược một, hai cấp điều phối lại đây. Tuy rằng Vạn Bảo Lâu Thương Hội kết thúc, nhưng nhân viên còn chưa rút đi toàn bộ. Sau khi Tư Tử Trác được đan phương Thiếu Dương Nguyên Đan, liền trực tiếp rời Viêm Vũ Thành, giờ khắc này chính là Ân Chiêu Dương cùng Cam Đức Minh làm chủ. Ân Chiêu Dương thu được tin, lập tức phái người tập trung toàn bộ huyền binh cùng đan dược cấp 1 cấp 2 của Vạn Bảo Lâu lại. Hắn thu vào trong giới chỉ, liền lập tức hướng phủ thành chủ chạy đi. Nếu Ân trưởng lão đến rồi, sao không tiến vào? Âm thanh của Lý Vân Tiêu từ trong phòng ngủ truyền ra, Ân Chiêu Dương đang do dự có muốn gõ cửa hay không cả kinh, lập tức cười khổ lắc lắc đầu, lúc này mới đẩy cửa đi vào. Vân Thiếu đều là ngoài dự đoán của mọi người như vậy, ta tới sợ là Tiêu Khinh Vương cũng không có phát hiện đi. Ân Chiêu Dương đi vào gian phòng vừa nhìn, nhất thời con người áp xúc, thất thanh nói. Ngũ Hành Đỉnh, ngươi, Vân Thiếu, quả nhiên. Hắn chấn động, sợ đến mức nói không ra lời, nguyên bản nghe được tin tức Chu gia có chuyện, phản ứng đầu tiên chính là ngày đó Lý Vân Tiêu nói muốn mượn đỉnh, nhưng rất nhanh liền vứt bỏ ý niệm này. Dù sao Chu gia không phải người bình thường có thể trêu tới, thêm vào thực lực trước mắt của Viêm Vũ Thành, hắn cũng không cho là có thể dễ dàng đánh bại hai vị Vũ Vương. Nhưng hiện tại, Lý Vân Tiêu không e dè hắn, giờ khắc này dĩ nhiên tắm rửa trong lực lượng ngũ hành tu luyện, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Chuyện gì để Ân trưởng lão giật mình như vậy? Ân Chiêu Dương cười khổ một tiếng nói. Vân Thiếu đây là kéo ta xuống nước a. Lý Vân Tiêu cố ý ở trước mặt hắn hiển lộ ra ngũ hành đỉnh, chính là nói chính hắn đoạt đồ vật của Chu gia, giết người của Chu gia. Lúc này hắn lại đem lượng lớn tài nguyên cung cấp cho Viêm Vũ Thành. Vô hình chung liền đứng ở một phương Viêm Vũ Thành, triệt để đắc tội Chu gia. Lý Vân Tiêu cười nhạt nói. Vạn Bảo Lâu chính là lãnh tụ Thương Minh, một trong những siêu cấp thế lực của Thiên Vũ Đại Lục, làm sao sẽ sợ một Hỏa Ô Quốc Chu gia. Ân Chiêu Dương đầy bụng nước đắng, lại không thể phát tác, chỉ có thể không vui nói. Vạn Bảo Lâu đương nhiên không e ngại Chu gia, nhưng phạm vi ta quản lý giới hạn ở phân bộ Hỏa Ô Đế Quốc, căn bản không phải đối thủ của Chu gia. Nếu Hỏa Ô Đế Quốc phân lâu bị Chu gia san bằng, ta làm sao tới tổng bộ bàn giao? Lý Vân Tiêu cười nói. Vậy ngươi liền tìm Vũ Văn Bắc đi, nói là vì ta mới như vậy. Hắn tất nhiên sẽ không trách ngươi, không cẩn thận còn có thể thăng quan tiến tước. Vừa nhắc tới Vũ Văn Bắc, lúc này Ân Chiêu Dương mới phấn chấn lên, lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho Lý Vân Tiêu nói. Vật chất của Vạn Bảo Lâu tại Viêm Vũ Thành ta trên cơ bản đều mang đến. Tổng cộng hơn 700 viên đan dược 1, 2 cấp cùng hơn 100 huyền binh. Vân Thiếu người chiêu mộ như thế, sức chiến đấu cao cấp không dám nói, chỉ ít sức chiến đấu cấp thấp sợ là có thể bước vào hàng ngũ đầu tiên của Hỏa Ô Đế Quốc. Lý Vân Tiêu cất đi túi chứa đồ. Đa tạ Ân trưởng lão giúp đỡ, nhân tình này ta nhớ. Sau này Vân Tiêu tại Hỏa Ô Đế Quốc bị người bắt nạt, còn cần Ân trưởng lão hỗ trợ nhiều hơn mới phải. Ân Chiêu Dương cười khổ nói. Bộ xương già này của ta tại Hỏa Ô Đế Quốc cũng không chen mồm vào được a, chỉ cần Vân Thiếu đừng bắt nạt người khác liền tốt. Vân Thiếu hùng hồn mời chào nhân tài như vậy, không sợ người cầm đồ liền trốn đi sao? Con người của Lý Vân Tiêu đảo một vòng, cười nói. Đương nhiên sợ, vì lẽ đó, Ân trưởng lão có hứng thú theo ta ra ngoài một chuyến hay không? Ân Chiêu Dương hơi nhướng mày, lập tức bị Lý Vân Tiêu không nói lời gì lôi kéo ra khỏi phủ thành chủ. Hướng ngoài thành chạy đi. Ở ngoài thành, đêm tối thấp thoáng, mấy chục bóng người đang cẩn thận nhìn xung quanh, hiển nhiên là muốn mượn bóng đêm đào tẩu, đều là võ giả ban ngày ghi danh. Tuy rằng nơi cửa thành có người canh gác, nhưng đều là binh lính bình thường,
nơi nào phát hiện được bọn họ. Sau khi dễ dàng vượt qua tường thành, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Một người trong đó không nhịn được nói nhỏ. Liền dễ dàng đi ra như thế, tiền này thật dễ lừa gạt a. Không phải sao, ta đạt được một huyền binh cấp 2, còn có 10 viên đan dược cấp 3, 100 khối thượng phẩm nguyên thạch, trời ạ. Thực sự là khó có thể tưởng tượng. Lẽ nào Viêm Vũ Thành thành chủ này là kẻ ngu si hay sao? Hắn là người ngu hay không ta không biết, nhưng khẳng định là nhà giàu mới nổi. Chờ ngày mai ta dịch dung một hồi, thay đổi thân phận trở lại kiếm ít đồ. Ý kiến hay, lần này thật đúng là phát tài. Đột nhiên một thanh âm lạnh lùng nói. Phát tài phải có mệnh tiêu mới được a. Mọi người cả kinh, vội vàng nhìn về phía trước, chính là Lý Vân Tiêu nghiêm nghị đứng ở đó, ở dưới ánh trăng, có vẻ lành lạnh điêu luyện, làm cho người ta một loại cảm giác lạnh lùng túc sát. Hừ, chỉ một mình ngươi, cũng muốn ngăn cản hơn 40 người chúng ta, thức thời liền tránh ra. Một người trong đó lạnh lùng nói, bọn họ hơn 40 người, trong đó còn có một tên vũ quân cường giả, chỉ cần đối phương không phải toàn lực đuổi bắt, tin tưởng ai cũng không ngăn được. Tránh ra. Lý Vân Tiêu cười lạnh. Các ngươi cầm nhiều chỗ tốt của ta như vậy, không chào hỏi liền đi, cùng giặc cướp có gì khác nhau đâu. Lão tử lấy đồ vật của ngươi là bởi vì ngươi ngốc. Chỉ là một tên võ sư, đừng tưởng rằng có chút tiền liền để lão tử thay ngươi bán mạng. Nếu không thức thời, vậy đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Cả đám người lập tức nổi lên sát tâm, trong nháy mắt thì có mấy người đồng thời xông lên, dồn dập ra tay chém xuống. Trên mặt Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ hoảng sợ, vội vàng hô. Ân trưởng lão cứu ta. Ân Chiêu Dương ở trong đêm tối sửng sốt một chút, nhất thời sắc mặt kéo xuống, hắn rõ ràng dụng ý Lý Vân Tiêu kéo hắn tới, hóa ra là để cho mình tới làm tay chân. Nhưng lại không thể nhìn hắn bị mọi người giết chết, chỉ có thể nhắm mắt hiện thân, nhẹ nhàng đánh ra mấy chưởng, nhất thời mấy tên võ giả xông lên kia bị cự lực đánh chết, bay đi ra ngoài. Nguyên lai có mai phục, là người nào? Mọi người dồn dập biến sắc, nhìn Ân Chiêu Dương từ trong bóng tối đi ra, sắc mặt hết sức khó xem, bọn họ từ trên thân người này không cảm giác được nửa điểm khí tức, tuy rằng mắt nhìn thấy hắn đứng ở đó, nhưng thật giống như hoàn toàn không tồn tại. Chi? Tất cả mọi người đều hít vào ngụm khí lạnh, điều này có ý vị gì? Ý nghĩa người này mạnh mẽ, cách xa tất cả mọi người ở đây. Đột nhiên trong đám người có người ánh mắt sáng ngời, sợ hãi thất thanh kêu lên. Ân trưởng lão, ngươi là Vạn Bảo Lâu Vũ Tông cường giả, Ân Chiêu Dương trưởng lão. Cái gì, hắn là Ân Chiêu Dương? Mẹ a, Vũ Tông, không có lầm chứ? Cái gì, làm sao sẽ cùng Vạn Bảo Lâu dính líu quan hệ? Chẳng trách Viêm Vũ Thành ở trên đấu giá hội khắp nơi chịu đến chăm sóc. Ân Chiêu Dương biến sắc, không nghĩ tới dĩ nhiên có người nhận ra hắn. Hơn nữa càng bết bát chính là, đều cho rằng hắn cùng Viêm Vũ Thành có quan hệ, lần này sắc mặt hắn chìm xuống, nếu cái hiểu lầm này bị làm thực, đến thời điểm trình ra cùng Chu gia há sẽ bỏ qua cho hắn. Hắn nhìn Lý Vân Tiêu ở một bên mỉm cười, nhất thời hiểu được, nguyên lai mục đích thực sự mà hắn kéo mình đến, là vì cái này. Hừ, các ngươi những rác rưởi này, quả thực cho võ giả chúng ta mất mặt. Ân Chiêu Dương sầm mặt lại, một là không làm, đã làm liền làm đến cùng, một đạo nguyên khí hiện lên ở trong tay, trong nháy mắt liền kích thích ra, nhất thời hóa thành ngàn vạn vệt sáng chém bay đi. Chỉ cần giết chết những người này, sau đó mình cách Lý Vân Tiêu càng xa càng tốt, sau đó không bị lừa nữa, cũng sẽ không sao. A, à, các loại tiếng kêu thảm thiết truyền đến, mấy chục người kia muốn chống lại. Nhưng ai là đối thủ của Vũ Tông cường giả? Kể cả tên Vũ Quân cường giả kia, trong nháy mắt toàn bộ bị thuấn sát, rất nhiều đều là phản ứng cũng không có, liền trực tiếp chết thảm tại chỗ, đầy đất đều là tàn chi thân thể, vô cùng thê thảm. Ân trưởng lão quả nhiên thần thông nhất tuyệt, lần này nếu không có trưởng lão giúp đỡ, đêm nay ta sợ là chết thảm ở đây. Lý Vân Tiêu cười nói, hắn không khách khí hướng những thi thể chồng chất kia vồ lấy, nhất thời mấy chục chiếc nhẫn chứa đổ bay lên không. Toàn bộ rơi vào trong tay hắn. Ân Chiêu Dương tức giận, lại không dám phát hỏa, chỉ có thể ôm quyền nói. Vân Thiếu khiêm tốn, ngay cả hai tên vũ vương của Chu gia cũng có thể dễ dàng giết chết, đám người ô hợp này ở đâu là đối thủ của Vân Thiếu. Tư lâu chủ gần đây có việc ra ngoài, Vạn Bảo Lâu trong ngoài quá nhiều chuyện còn chờ ta bận tâm, liền như vậy cáo từ. Hắn không chờ Lý Vân Tiêu nói chuyện, vội vàng phi thân rời đi.
rất sợ chờ lâu liền bị Lý Vân Tiêu coi là thương sử dụng, đến thời điểm bị Chu gia cùng Trình gia hiểu lầm, vậy thì thực sự khóc không ra nước mắt. Tuy hắn là Vũ Tông cường giả, nhưng ở trước mặt những thế gia truyền thừa ngàn năm kia, vẫn là vạn phần kiêng kỵ. Ân trưởng lão đi thong thả, lần này đa tạ giúp đỡ. Chờ Viêm Vũ Thành gặp phải khó khăn ta lại tới tìm ngươi. Lý Vân Tiêu vận chân khí la lớn, sóng âm bao trùm cực lớn, hầu như truyền khắp toàn bộ Viêm Vũ Thành, khiến hết thảy người trong giấc mộng thức tỉnh. Bóng người Ân Chiêu Dương đã đi ngoài ngàn mét, nghe được cự thanh như vậy, nhất thời lảo đảo, suýt chút nữa trực tiếp té xuống. Nội tâm hắn hầu như phát điên, Lý Vân Tiêu này là không kéo hắn xuống nước thì không cam lòng a. Hắn hống lớn như vậy, mình lại đi rồi, ngày thứ hai tuyên truyền một hồi, lần này chính là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Rất nhanh, người của thành vệ đội vội vàng chạy ra, nhìn thấy thi thể đầy đất, mỗi một người đều sợ đến mắt choáng váng. Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười, hơi hơi sắp xếp một hồi, liền hồi phủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, thời điểm tất cả mọi người còn dồn dập suy đoán việc tối hôm qua, cửa thành đã dựng lên hơn 10 cây gậy trúc, mặt trên treo đầy thi thể tàn chi, ở dưới ánh mặt trời lại âm u khủng bố ngật đứng ở đó. Cửa thành ngoại trừ thành vệ đội ra, không có một bóng người, tất cả đều rất xa né tránh không dám nhìn. Trẻ con trong thành càng bị đại nhân nhốt ở trong nhà, không dám thả ra. Mặc dù là người lớn cũng hiếm có đi lại trên đường, người làm ăn tựa hồ cũng vạn phần kiêng kỵ, dồn dập đóng cửa tiệm. Cả thành tràn ngập một luồng khí tức kinh khủng. Những võ giả tuyển dụng kia, kinh đến chảy ra mồ hôi lạnh. Kết hợp với tối hôm qua nghe được tiếng la, cùng với thành vệ đội từ từ truyền ra tin tức, nhất thời từng cái sắc mặt trắng bệch. Những võ giả vốn định lừa vật xong bỏ chạy kia sắc mặt khó coi đến cực điểm. Mà những võ giả ôm tâm thái tiếp tục quan sát mấy ngày, thì từng cái nội tâm vui vẻ. Không nghĩ tới thế lực sau lưng Viêm Vũ Thành này dĩ nhiên là Vạn Bảo Lâu, chẳng trách có tài lực mạnh mẽ như vậy. Phải a, ta vẫn kỳ quái, không hiểu ra sao bốc lên một Viêm Vũ Thành thành chủ, xem ra chỉ là con rối của Vạn Bảo Lâu mà thôi. Vạn Bảo Lâu đây là muốn nháo cái nào a? Lẽ nào cũng muốn ủng hộ một thế lực trần tục, nhưng vì sao lại chọn Viêm Vũ Thành? Ai, này không phải sự tình người ta có thể biết đến. Vẫn là ngẫm lại làm sao bây giờ đi. Ha ha, may là ngày hôm qua quá nhiều người, không có đến phiên ta, nếu không sẽ rất thảm. Lấy tiền xong đào tẩu, sáng mai chính là chia năm xẻ bảy treo ở trên gậy trúc, ha ha. Các loại âm thanh nhất thời truyền ra, có người vui mừng có người sợ hãi. Những võ giả vốn là chân tâm dự định lưu lại kia, đột nhiên biết nguyên lai còn có một núi dựa lớn như thế, nhất thời lòng tràn đầy vui mừng. Những người dự định lừa gạt tiền, thì từng cái mặt lộ vẻ sầu lo, suy nghĩ rốt cuộc có nên chân chính gia nhập hay không. Báo danh ở ngoài phủ thành chủ nhất thời không có nhộn nhịp như ngày thứ nhất, nhưng vẫn như cũ là bu đầy người, chỉ có điều quan sát càng nhiều mà thôi. Lý Vân Tiêu đem vật chất mà Ân Chiêu Dương đưa tới cùng trên người mấy chục thi thể tìm ra kia, toàn bộ giao cho Mộng Vũ, lại có thể chiêu thu mấy trăm người. Ngay thời điểm ở ngoài phủ thành chủ chiêu mộ, đột nhiên đến một đám người, có tới hơn 30 người. Từng cái thân mang trường bào, trực tiếp hướng vào trong phủ thành chủ. Lý Trường Phong vừa thấy, nhất thời đại hỉ tiến lên đón nói. Trương Đại Sư, Hứa Đại Sư, các ngươi đến rồi. Những người này chính là Trương Thanh Phàm, Hứa Hàn, còn có lượng lớn thuật luyện sư cùng thuật luyện học đồ của thuật luyện sư công hội, sau khi thu được thư tín của Lý Vân Tiêu, liền suốt đêm chạy tới. Trương Thanh Phàm nhẹ nhàng quét nhìn võ giả bốn phía một chút, cũng không nói nhiều, chỉ là khẽ gật đầu, liền dẫn một đám người theo Lý Trường Phong tiến vào phủ đệ. Lưu lại nhóm lớn võ giả chen chúc, từng cái hai mặt nhìn nhau, từng cái phảng phất không thể tin tưởng. Này, vừa nãy ta không nhìn lầm chứ? Trường bào trên người những người này, thật giống như là thuật luyện sư. Ta cũng tưởng mình nhìn lầm, những người mặt sau kia trang phục là cao cấp thuật luyện học đồ, nhưng hơn 10 vị phía trước, xác thực thật là thuật luyện sư. Ung ục. Một tên võ giả nuốt ngụm nước miếng, gian nan nói. Hơn nữa huy chương trên vai hai vị phía trước kia, trời ạ, đó là thuật luyện sư cấp 4A. Cấp 4, pha mặt rỗ, mắt ngươi mù sao? Thuật luyện sư cấp 4 là tồn tại cỡ nào, sao có thể tới nơi này, hơn nữa một lần hai vị. Mù con mẹ ngươi, lẽ nào ngươi không biết biểu muội tam di hàng xóm thân gia nhị cữu của ta chính là thuật luyện sư? Huy chương cấp 6 ta cũng biết, nói gì cấp 4?
Chi, quá điên cuồng a, có thể là giả mạo hay không? Chuyện này quả thật khó có thể tin. Thiết, giả mạo, trên đại lục này ai dám giả mạo huy chương của thuật luyện sư? Nếu có người dám giả mạo, coi như là vũ đế tôn sư, cũng khó thoát khỏi cái chết. Điên rồi, điên rồi. Vạn bảo lâu đúng là điên, đây là đầu tư bao lớn a. Thuật luyện sư cũng một đám gia nhập vào, không được, ta muốn ghi danh. Đúng, nhiều thuật luyện sư như vậy cũng đến rồi, tiền đồ vô lượng a. Ta cũng muốn đi. Theo đám người Trương Thanh Phàm đến, lại đưa tới hiệu quả không tưởng tượng nổi, nhất thời những võ giả nguyên bản còn do dự bất định kia dồn dập xông tới báo danh. Thậm chí so với ngày thứ nhất còn muốn kịch liệt. Thanh Phàm đại sư, Hứa Hàn đại sư, còn có chư vị đại sư, ở thời điểm Viêm Vũ Thành nguy khốn nhất đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, Vân Tiêu vô cùng cảm kích. Lý Vân Tiêu ở trong phòng cảm ứng được mọi người đến, hơn nữa nhân số so với hắn dự đoán còn muốn nhiều hơn, nhất thời vui mừng khôn xiết, vội vàng nghênh tiếp. Trương Thanh Phàm vội vàng đáp lễ cười nói. Vân Tiêu đại sư quá khách khí. Viêm Vũ Thành cũng là thành trì của Thiên Thủy Quốc, chúng ta thân là thuật luyện sư của Thiên Thủy Quốc, cũng có nghĩa vụ tận sức mình a. Vì lẽ đó thu được thư tín của Vân Tiêu đại sư, liền lập tức triệu tập một ít người, suốt đêm chạy tới. Hứa Hàn cũng cười nói. Không biết Vân Tiêu đại sư muốn luyện chế bao nhiêu đan dược, loại đan dược nào, lại muốn triệu tập nhiều thuật luyện sư như vậy. Lý Vân Tiêu thấy mọi người từng cái tinh thần sung mãn, dáng vẻ không chút mệt nhọc nào, nhất thời cười nói. Nếu chư vị bức thiết muốn biết như vậy, liền xin mời đi theo ta. Hắn một bên dẫn mọi người đi vào trong, một bên giải thích. Ngoại trừ đan dược ra, các loại huyền binh cũng cực kỳ thiếu. Vì thế ta cố ý làm nhái kiến trúc của thuật luyện sư công hội, thành lập đan tháp, cùng chư vị dùng thuật luyện. Thuật luyện sư cấp 2 Lương Văn Vũ khẽ lắc đầu cười nói. Trên thuật luyện sư công hội tháp có các đời đại sư tích lũy xuống trận pháp vô số năm, cùng gian phòng chuyên môn dùng cho thuật luyện. Đều là thích hợp thuật luyện sư dùng luyện chế nhất, Vân Thiếu Lâm thời dựng đan tháp, sợ là cực kỳ đơn sơ a. Còn không bằng ghi danh sách vật phẩm cần cho chúng ta ở thủ đô trực tiếp luyện chế lại sai người đưa tới. Người còn lại cũng dồn dập đồng cảm, nếu luyện chế tại thuật luyện sư công hội, dựa vào các loại trận pháp cùng đạo cụ, đủ khiến tỷ lệ thành công tăng nhiều. Đối với tu luyện thuật đạo của mình cũng rất có lợi. Vì lẽ đó lượng lớn thuật luyện sư đều đồng ý cả ngày ở trong công hội, không chịu đi ra. Hứa Hàn khẽ cau mày, không vui nói. Vân Tiêu đại sư tất nhiên là có suy nghĩ của mình, lúc này mới bảo chúng ta đến Viêm Vũ Thành. Thuật luyện then chốt ở thực lực của mình, ngoại vật đều là phụ trợ mà thôi. Ở chỗ này nếu như có thể được Vân Tiêu đại sư chỉ điểm một chút, còn hơn các ngươi cả đời ở trong công hội. Hắn đối với Lý Vân Tiêu là vạn phần sùng kính, tự nhiên nghe không được những người khác nói xấu. Sau khi hắn lên tiếng, người còn lại đều ngậm miệng, dù nội tâm có suy nghĩ khác, cũng không dám nói thêm nữa. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Chư vị yên tâm, tuy rằng đan tháp này của ta chỉ 3 ngày dựng thành, nhưng hiệu quả bên trong chắc chắn sẽ không kém thuật luyện sư công hội. Ta chỉ sợ sau khi chư vị đến, liền không muốn trở về. Mọi người đều sững sờ, dồn dập lộ ra vẻ mặt không thể tin tưởng. Ngay cả Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn đối với Lý Vân Tiêu tin tưởng gấp trăm lần cũng tràn đầy ngờ vực. 3 ngày dựng thành đan tháp, có thể hoàn công cũng đã kỳ tích, làm sao có khả năng mạnh hơn thuật luyện sư công hội. Thời điểm mọi người ở đây tràn đầy hoài nghi, một tòa tiểu tháp tạo hình thấp bé đơn sơ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mọi người vừa nhìn, sắc mặt nhất thời đen lại. Rơi ạ! Đây chính là đan tháp so với thuật luyện sư công hội càng tốt hơn. Thiên, chí ít ngoại hình cũng nên sửa lại một chút, để trong lòng chúng ta thoải mái một chút ha. Lý Vân Tiêu nhìn vẻ mặt xanh lục của đám thuật luyện sư, cười ha ha làm cái thủ thế. Chư vị đại sư, xin mời. Xin muội muội ngươi a. Nội tâm mỗi người đều là một bụng oán khí, nhọc nhằn khổ sở, không xa vạn dặm suốt đêm chạy tới, liền để chúng ta ở nơi như thế này luyện đan cho ngươi, rời ạ. Còn có lương tâm hay không a? Ngoại trừ Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn ra, sắc mặt tất cả mọi người đều hắc như than cốc, nối đuôi nhau vào trong đan tháp. Chi? Vừa bước vào trong đó, tất cả mọi người đều giật mình, ngơ ngác nhìn bốn phía, dĩ nhiên là ánh mặt trời chiếu xuống, vạn dặm không mây. Đại địa rộng lớn vô biên, linh khí thấm người, bên trong càng là tự thành không gian, như một thế giới.
Vân Thiếu, đây là không gian độc lập. Con người của Trương Thanh Phàm khiếp sợ muốn rơi ra, không gian độc lập hắn cũng đã gặp. Nhưng không gian độc lập rộng lớn như vậy, có linh tính như vậy, chỉ có thượng cổ đại năng trong truyền thuyết mới có thể mở ra a. Những thuật luyện sư còn lại cũng từng cái trợn mắt ngoác mồm, hắc khí trên mặt trong nháy mắt tiêu tan, tất cả đều há hốc mồm, triệt để hóa đá. Lý Vân Tiêu nhìn vẻ mặt của mọi người, khẽ cười nói. Không sai, nơi này là trong không gian một bảo bối của ta, bên trong không chỉ có linh khí so với bên ngoài muốn nồng gấp mấy lần, hơn nữa đầy rẫy một loại sức mạnh thần bí, đối với tu luyện hồn lực rất có ích. Quả nhiên, ta cảm nhận được có một loại sức mạnh đang khôi phục hồn lực của ta, này không khỏi quá thần kỳ đi. Hứa Hàn vạn phần khiếp sợ nói. Ngay cả uể oải cũng quét đi sạch sành xanh, tinh thần mười phần no đủ. Chuyện này. Lúc này một đám thuật luyện sư mới phục hồi tinh thần lại, tinh tế cảm thụ, quả nhiên hồn lực cùng tinh thần của mình đang kịch liệt tăng trưởng, rất nhanh liền đạt đến trình độ tinh thần thoải mái thích ý không nói ra được. Loại oán khí lúc mới đầu kia nhất thời quét sạch sành xanh. Chư vị đi theo ta. Lý Vân Tiêu bấm quyết, cũng không thấy hắn làm sao, trong nháy mắt cảnh tượng bốn phía biến ảo, hiện ra một mảnh non xanh nước biếc, cây cối xanh cảnh như thần tiên. Trong đan tháp này chính là hắn thả xuống giới thần bi, bây giờ giới thần bi cùng hắn tâm ý tương thông, ở trong giới thần bi, chỗ tâm ý của hắn tới, chính là thiên địa quy tắc. Nói cách khác bên trong giới thần bi, hết thảy đều ở dưới hắn trưởng khống, cũng theo ý niệm của hắn mà biến hóa. Nơi này chính là nơi thuật luyện ta vì chư vị chuẩn bị. Lý Vân Tiêu một tay chỉ đi, chỉ thấy chỗ ánh mắt chiếu tới, từng cái bình đài to nhỏ khác nhau, ngừng khắc các loại trận pháp thuật luyện. Cảm thụ phía trên không ngừng truyền tới gợn sóng trận khí, không kém thuật luyện sư công hội chút nào. Càng có rất nhiều trận pháp là chưa từng gặp, chỉ ở trong một ít điển tịch xem qua ghi chép. Cái này chẳng lẽ là Thái Thủy Huyền Dương trận? Đột nhiên con người của Trương Thanh Phàm mở lớn, nhìn chằm chằm một tiểu trận chậm rãi vận chuyển, cả kinh nói. Trong truyền thuyết nhất định phải dùng tới vạn khối cực phẩm nguyên thạch mới có thể bày ra đại trận này a. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nở nụ cười, giải thích. Thanh Phàm đại sư quả nhiên tinh tường, có điều này chỉ là một mô hình giản dị của Thái Thủy Huyền Dương trận mà thôi, trận pháp này không cần nguyên thạch, tất cả đều trực tiếp hấp thu lực lượng núi sông. Mà lực lượng núi sông địa thế kia, cũng chính là lực lượng bản thân bảo bối của ta. Đầy đủ chống đỡ những trận pháp này vận chuyển, ngọn núi này, ta liền đặt tên là Phương Thốn Sơn. Phương Thốn Sơn. Nội tâm Trương Thanh Phàm âm thầm khiếp sợ không thôi, là bảo bối thế nào, dĩ nhiên có thể có không gian, hơn nữa còn có thể không ngừng cung cấp lực lượng tiến hành thuật luyện, này đã vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn đối với huyền khí. Lý Vân Tiêu biết nội tâm hắn có rất nhiều ngờ vực, nhưng bất tiện giải thích, đánh một đạo linh quyết vào trong núi sông, nhất thời cả ngọn núi bắt đầu trở nên hư huyễn trong suốt lên, dần dần có cảm giác hư vô, khiến người ta có thể xem đến mấy trăm mét phía dưới. Một trận pháp màu đỏ ở dưới chân núi nổi lên, chậm rãi vận chuyển, bốn phía trận pháp, từng đạo phù hiệu hình rồng do văn tự tạo thành phóng xạ ra, bay về nơi xa xôi vô tận. Đây là ta từ đấu giá hội mua một thượng cổ trận khí, có thể sản sinh hiệu quả gia trì cực lớn đối với hồn lực của thuật luyện sư. Ở ngoài trận khí có ta bày xuống nhiếp linh trận, sẽ cuồn cuộn không ngừng đem nguyên khí trong giới thần bi đưa tới thôi thúc trận pháp, dư thừa thì trực tiếp rót vào trong núi sông. Để cho các ngươi thuật luyện hiệu quả tăng gấp bội. Sau khi Lý Vân Tiêu giải thích xong, nhẹ nhàng cong ngón tay búng một cái, núi sông đã hư hóa lần thứ hai hiện ra. Lúc này mọi người mới như dẫm thực địa, trái tim mới bình tĩnh trở lại. Nhưng tâm tình lại rất không bình tĩnh, này nơi nào là nơi thuật luyện phổ thông. Này quả thật chính là Bảo Sơn A. Hơn nữa Lý Vân Tiêu triển khai ra thủ đoạn, càng là lật đổ nhận thức cùng thường thức của tất cả mọi người. Ta muốn trong thời gian ngắn mau chóng tăng mạnh thực lực của mọi người trong Viêm Vũ Thành, vì lẽ đó hiện nay hết thảy tài nguyên đều là chư vị sử dụng trước tiên. Nơi này là đan phương đan dược cùng hết thảy vật liệu mà hiện nay ta cần nhất. Hắn lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho Trương Thanh Phàm nói. Sau này chuyện nơi đây liền dựa cả vào Thanh Phàm đại sư cùng Hứa Hàn đại sư bận tâm. Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn vội vàng nói. Không dám. Lý Vân Tiêu khẽ vuốt cằm. Đột nhiên biến sắc, trong đôi mắt lóe ra vẻ vui mừng. Dĩ nhiên được rồi. Hắn mừng lớn nói. Thanh Phàm đại sư, Hứa đại sư, xin mời hai vị đi theo ta.
hắn nhảy một cái, phảng phất như bay lượn, hướng về bên trong núi sông lao đi. Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn cả kinh, vội vàng theo đi. Trương Thanh Phàm đem vật liệu đưa cho Lương Văn Vũ nói. Nơi này người tạm thời phụ trách xuống, đem bọn họ an bài xong, liền bắt đầu luyện chế. Hai người theo Lý Vân Tiêu ở trong núi sông bay một quãng thời gian, đi thẳng tới trước một hang lớn, sau khi thâm nhập mấy chục mét mới rơi trên mặt đất. Trần động cao mấy chục mét, rộng rãi sáng sủa, dù không có ánh mặt trời chiếu tới, nhưng cũng có thể thấy rõ ràng. Kỳ thực Lý Vân Tiêu ở trong giới thần bi cũng không cần tự mình hành động, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể tự thành một phương quy tắc. Bất luận đi nơi nào đều là hơi suy nghĩ liền có thể, nhưng này làm cho người ta cảm giác quá mức quái dị. Vẫn là để mọi người tiếp thu đồ vật bình thường một chút ra. Hiện tại hắn cũng vẻn vẹn là cùng giới thần bi tâm thần hợp nhất, bên trong bất luận biến hóa nhỏ bé nào đều ở dưới cảm nhận của hắn, nhưng không có thể khống chế lực lượng của giới thần bi. Trải qua trận chiến ở Phượng Hoàng Sơn, hắn bắt đầu đem ý niệm của mình xuyên thấu đến trong thế giới giới thần bi, làm được tâm vật hợp nhất, tranh thủ từ trong nội bộ bắt đầu chậm rãi luyện hóa. Ở trung ương sơn động, bày ra một loại trận pháp cỡ lớn phức tạp, phía trên nằm một người sinh cơ mịt mờ, chính là Kế Mông vẫn hôn mê chưa tỉnh. Trương Thanh Phàm giật nảy cả mình. Kế thống lĩnh vẫn còn hôn mê. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Lục Dương Hàng Lộ Kim Đan có thể cứu tỉnh hắn, nhưng tu vi sẽ rơi xuống. Vì lẽ đó ta một mực chờ đợi thời khắc này, Cổ Vinh bố trí nhiếp linh trận đã bắt đầu vận chuyển, trong chu vi ngàn dặm, nguyên khí sẽ cuồn cuộn không ngừng chuyển vận đến trong không gian đan tháp. Mà dưới ngọn núi này, là trung tâm của nhiếp linh trận, có thể đem nguyên khí của không gian này hội tụ lại. Ta ở chỗ này bố trí Vạn Mộc Hồi Xuân Đại Trận, có nguyên khí kinh người như vậy quán đỉnh, cộng thêm Lục Dương Hàng Lộ Kim Đan. Đủ để bảo đảm hắn tu vi không giảm. Hứa Hàn nhìn bốn phía, nhất thời cảm nhận được nguyên khí mạnh mẽ bắt đầu từ bốn phương tám hướng tràn vào bên trong, cả kinh nói. Ý là nói, ngọn núi này chính là trung tâm nguyên khí chu vi ngàn giảm của Viêm Vũ Thành. Không sai. Sắc mặt Lý Vân Tiêu ngưng trọng nói. Kính xin hai vị đại sư hộ pháp cho ta, đợi lát nữa ta sẽ đem nguyên khí trực tiếp rót vào trong cơ thể Kế Mông, nếu không chống đỡ nổi. Mong hai vị cứu viện. Trương Thanh Phàm nghiêm mặt nói. Vân Tiêu đại sư yên tâm, đến thời điểm chúng ta sẽ đồng loạt ra tay. Trong hang núi nhất thời yên tĩnh lại, Lý Vân Tiêu chậm rãi cảm thụ nguyên khí từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, đột nhiên cả người bắt đầu dẫm ở trên trận pháp chuyển động. Bước tiến dưới chân hắn hết sức kỳ lạ, mỗi bước ra một bước, đều có một đạo khí tức màu xanh nhạt từ trong trận pháp tuôn ra. Tựa hồ là tiết tấu trước khi khởi động trận pháp. Hai người Trương, Hứa mở to mắt, không chấp một cái, chỉ lo bỏ qua một chi tiết nhỏ nào đó. Từng đạo khí đằng màu xanh lục, hóa thành đường nét tươi đẹp quay chung quanh Kế Mông bay lượn, làm cho người ta có một loại cảm giác khí thức sinh mệnh sinh sôi liên tục. Theo bước tiến của Lý Vân Tiêu càng lúc càng nhanh, những đường nét nhảy lên kia cũng biến thành phức tạp cùng nhiều lần, toàn bộ sơn động tựa hồ rơi vào tiên cảnh. Ngay cả Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn ở một bên, cũng hít vài hơi khí. Nhất thời cảm giác tươi cười rạng rỡ, tựa hồ trẻ ra vài tuổi. Những đường nét màu xanh lục phức tạp kia ở quanh thân Kế Mông xây dựng lên phù hiệu cực kỳ quái dị, từng cái liên tiếp cùng nhau, hình thành một đồ hình cùng trận pháp trên đất giống như đúc, sóng sinh mệnh cực mạnh từ trong đó tản mát ra, điên cuồng tràn vào trong cơ thể Kế Mông. Vào thời khắc này, Lý Vân Tiêu từ trong giới chỉ lấy ra Lục Dương Hàng Lộ Kim Đan nhét vào trong miệng Kế Mông, đồng thời xoay tay vỗ ở trước ngực hắn. Dùng nguyên khí giúp hắn tiêu hóa đan dược. Vạn mộc gặp xuân, sinh sôi liên tục. Lý Vân Tiêu quát nhẹ một tiếng, từ trong tay đánh ra vài đạo pháp quyết, nhất thời khí tức sinh mệnh chịu đến quyết ấn của hắn dẫn dắt, bắt đầu điên cuồng tràn vào trong cơ thể Kế Mông, như nước sông vỡ đê, mạnh mẽ rót vào. Sinh cơ của Kế Mông nguyên bản cực kỳ suy yếu, vào thời khắc này bỗng nhiên lớn mạnh, thật giống như muốn nổ tung. Hô! Đột nhiên Kế Mông mở hai mắt ra. Liền trực tiếp ngồi dậy, khí thể màu xanh vần quanh bốn phía, trong hai mắt tràn đầy khiếp sợ cùng mê hoặc. Sắc mặt Lý Vân Tiêu khẽ biến, quát khẽ. Cố thủ đan điền, nhị khí hợp nhất, đem khí tức sinh mệnh luyện hóa ra. Tâm thần Kế Mông chấn động, trong đôi mắt ánh sáng lấp lóe, trong nháy mắt liền rõ ràng xảy ra chuyện gì. Hắn vội vàng ngồi xếp bằng xuống, hai tay bấm quyết, bắt đầu ôm chặt tâm thần luyện hóa khí tức. Tùy ý khí tức giống như sông lớn vỡ đê kia tràn vào, mấy tức sau, hình thể bành trướng dần dần ngừng lại,
duy trì ở một trạng thái mập mạp, nhưng không có tăng cường. Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn đều căng thẳng nhìn tất cả những thứ này, biết hiện tại là tốc độ luyện hóa của Kế Mông cùng tốc độ rót vào người đạt đến cân bằng, chí ít thân thể không đến nỗi bị sinh mệnh khí nổ tung. Chỉ là sức mạnh khổng lồ như vậy, làm sao mới có thể luyện hóa? Lý Vân Tiêu một tay bắt quyết ấn, lặng lặng đứng ở một bên, thời gian từng chút trôi qua, thân thể Kế Mông ở dưới lục dương hàng lộ kim đan cùng sinh mệnh khí khổng lồ rót vào, rốt cục hoàn toàn khôi phục lại. Tu vi không chỉ không có rơi xuống, thậm chí so với lúc trước còn cường đại hơn mấy phần. Ngay thời điểm hắn chậm rãi mở hai mắt ra, dự định kêu dừng. Đột nhiên trong mắt Lý Vân Tiêu xẹt qua một tia tinh mang, lạnh lùng nói. Sinh mệnh khí này chính là sinh cơ vạn vật, người tu luyện đào hoa kiếm ý cùng thanh liên kiếm ca đều là sinh chi kiếm ý, hiện tại hảo hảo lĩnh ngộ cảm giác này một hồi a. Kế Mông vừa nghe, con người đột nhiên áp xúc, vội vàng ngưng thần cảm ngộ. Hắn cũng cảm thấy loại khí tức này hết sức thoải mái và thân thiết, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên cùng vũ ý mình tu luyện chung một nhịp thở, ở dưới Lý Vân Tiêu đề điểm, nhất thời có một loại cảm giác hiểu ra, rất nhanh liền rơi vào một loại ý cảnh cực kỳ tươi đẹp. Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn cũng tựa hồ bắt được cái gì, hai người liếc nhau một cái, cũng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Mặc dù hai người là thuật luyện sư cấp 4, nhưng đều có tu vi võ sư tương ứng. Ở dưới khí tức sinh mệnh này cảm ngộ, tu vi đã sớm đình trệ không biết bao nhiêu năm tựa hồ cũng bắt đầu có cảm giác buông lỏng. Oanh! Một lát sau, một tiếng nổ vang nhỏ bé ở trên người Kế Mông vang lên, thân thể cao lớn kia giống như bóng hơi bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lại, mãi đến khi khôi phục bình thường. Sinh khí càng thêm cấp tốc từ bốn phương tám hướng tràn vào, mãi đến tận bão hòa, lúc này mới dừng lại. Tựa hồ bị Kế Mông đột phá ảnh hưởng. Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn ở một bên cũng lông mày hơi động, khó có thể tin dương đôi mắt, một hơi thở của đạo tràn vào trong cơ thể hai người, dĩ nhiên cũng đồng thời đột phá. Võ đạo đối với tuổi thọ có tác dụng gia trì cực lớn, một vũ đế tuổi thọ có thể đạt đến ngàn năm. Tuy rằng thuật đạo cũng tăng rất nhiều năm, nhưng hiệu quả không rõ ràng như thế. Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn nguyên vốn đã đến tuổi thất tuần của phàm nhân, thuật đạo cùng võ đạo cũng đã đạt đến bình cảnh nhân sinh, khó có thể đột phá. Ai biết hiện tại không chỉ thuật đạo đột phá đến cấp 4, ngay cả tu vi võ đạo âm u đầy tử khí, cũng bắt đầu khôi phục sinh cơ. Cha cha, tu vi hai vị, một là tứ tinh võ sư, một là thất tinh võ sư, còn mạnh hơn ta, muốn không gia nhập vào thiên su của ta không? Lý Vân Tiêu một mặt trêu chọc cười nói. Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn khiếp sợ và cảm kích lộ rõ trên mặt, giờ khắc này cũng cười to lên, nếu đi theo một đám thiếu niên mười mấy tuổi đánh đánh giết giết. Ngược lại cũng có một fan đặc biệt. Trương Thanh Phàm nhìn Kế Mông một chút, hâm mộ nói. Chúc mừng Kế Thống Lĩnh lần thứ hai đột phá. Lúc này mới bao lâu thời gian a, Kế Thống Lĩnh liền từ thất tinh đại võ sư bay vào đến ngũ tinh vũ quân, tốc độ bực này đã không cách nào dùng khủng bố để hình dung. Kế Mông cười nói. Hai vị không phải cũng vậy sao? Ba người đều là nội tâm trăm mối cảm xúc, tất cả đều vạn phần cảm kích nhìn Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười, đột nhiên hơi nhướng mày, sắc mặt nhất thời nghiêm nghị lên. Ba người sững sờ, không biết vì lẽ gì, Kế Mông nghi ngờ nói. Vân Thiếu, xảy ra chuyện gì? Hai mắt Lý Vân Tiêu ngưng lại, cười lạnh nói. Đến một rắc rối, Thanh Phàm Đại Sư, Hứa Đại Sư, nơi này liền giao cho các ngươi. Kế Mông, ngươi theo ta ra ngoài. Không chờ Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn phản ứng, tay phải của hắn liền bấm quyết. Thân thể cùng Kế Mông ở trong hang núi trở nên hư huyễn lên. Giới thần bi vốn là huyền khí của hắn, một ý nghĩ liền có thể tùy ý ra vào. Hai người trong nháy mắt liền rơi vào trong phủ thành chủ, nhất thời cảm nhận được một luồng uy thế rất lớn từ ngoài phủ truyền vào. Mấy đạo nhân ảnh phóng lên trời, nhanh chóng hướng ra bên ngoài bay đi. Một người trong đó chính là Tiêu Khinh Vương, sau khi hắn bay vút đi, cỗ uy thế kia nhất thời yếu xuống. Còn có mấy người Lý Thuần Dương cùng Lạc Vân Thường cũng dồn dập xẹt qua, lúc này tất cả mọi người trong phủ thành chủ mới thở phào nhẹ nhõm, phảng phất một tảng đá lớn trước ngực bị rời. Lý Vân Tiêu trầm mặt, nhanh chân đi ra ngoài, người đến vô cùng mạnh mẽ, nếu đến đập bãi, vậy thì phiền phức. Chỉ thấy địa phương báo danh trước cửa lộ ra một tảng đất trống lớn, lượng lớn võ giả xa xa vây quanh quan sát, trong mắt đều là thần sắc sợ hãi. Ở trung ương đất trống, một nam tử cực kỳ cường tráng, lười biếng đưa tay chống eo, thật giống như chưa tỉnh ngủ cười ha hả nói.
Ta chỉ là đến báo danh, các ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ không cho ta báo danh? Sắc mặt Tiêu Khinh Vương nghiêm túc, khí tức trên người nam tử trước mắt này dĩ nhiên không dưới mình, nếu thật động thủ, hắn cảm thấy mình chưa chắc sẽ thắng người này. Cường giả như vậy, làm sao sẽ đến gia nhập Viêm Vũ Thành, sợ là thế lực nào đó phái tới đá bãi. Mấy người Lý Thuần Dương cùng Lạc Vân Thường đều là một mặt nghiêm nghị đứng ở sau lưng Tiêu Khinh Vương, nam tử này cho bọn họ áp lực cực kỳ lớn, lòng bàn tay đã chảy ra mồ hôi lạnh. Nhận, đương nhiên là nhận. Hai mắt của Lý Vân Tiêu hơi nheo lại, đi lên phía trước khẽ cười nói. Cửu Tinh Vũ Vương, Viêm Vũ Thành ta là vô cùng thiếu. Chi? Những võ giả phía sau kia tất cả đều ngơ ngác hít vào ngụm khí lạnh, lần thứ hai lui về sau mấy bước, từng cái kinh hãi thấp giọng nghị luận. Cửu Tinh Vũ Vương, chẳng trách khí thế cường đại như thế, chúng ta chỉ là tới gần cũng cảm thấy hô hấp không khoái. Thật sao, làm sao có khả năng, Cửu Tinh Vũ Vương sẽ đến một thành nhỏ như thế? Thiết, người đừng quên, sau lưng Viêm Vũ Thành này là Vạn Bảo Lâu, có Cửu Tinh Vũ Vương đến là rất bình thường. Chí ít bản thân Vạn Bảo Lâu thì có hai tên Vũ Tông cường giả. Ha ha, xem ra chúng ta quả nhiên không đến nhầm địa phương. Ngay cả Cửu Tinh Vũ Vương cũng chạy tới, xem ra Viêm Vũ Thành này đáng giá bán mạng. Thời điểm mọi người ở đây nghị luận sôi nổi, trung niên nam tử kia sững sờ, Lý Vân Tiêu nhìn một chút liền báo ra tu vi của hắn, nhưng rất nhanh liền thản nhiên nở nụ cười, tất nhiên là vị Cửu Tinh Vũ Vương trước mắt này truyền âm cho hắn. Vừa nghĩ như vậy, liền thoải mái cười to nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 12.